Nam Nguyễn, xin chào tất cả các bạn độc giả yêu truyện thân mến. Hôm nay, mình xin gửi tới các bạn phần 9 của bộ truyện Bách Bộ Ma Ảnh của tác giả Vô Danh. Chương 32, Giang Vi Tử Lan Hoa Sứ. Giang Vi Tử Lan Hoa Sứ. Hai hàng cấm vệ quân đồng loạt quỳ xuống khi từ ngoài cửa đại điện Giang Vi Tử bước vào. Tất cả đồng loạt sướng lên. Khấu kiến bái tài nhân. Trong bộ cánh cung trang đính những viên giả minh châu lấp lánh, biểu thị một phong thái uy quyền, Giang Vi Tử bước qua giữa hai hàng cấm vệ quân rồi dừng bước liếc mắt nhìn qua cục trường bề bộn trong đại điện Thái Hòa. Nàng không biểu lộ chút cảm xúc gì khi chứng nghiệm cục trường hỗn độn trong đại diện Thái Hòa. Giang Vi Tử điểm một nụ cười mỉm nhẩm nói. Ngươi không được chọn đồ vật nào để trộm mà lại chọn điện Thái Hòa. Ngươi định đùa cợt với Giang Vi Tử ư? Nàng nói rồi quay lại hàng cấm vệ quân. Các ngươi lui ra. Hai hàng cấm vệ quân ôm quyền. Tuân lệnh quý nương. Canh phòng cẩn mật. Bọn cấm vệ quân trở ra ngoài đại điện Thái Hòa. Cửa điện Thái Hòa được đóng lại. Tài nhân Giang Vi Tử rảo bước đi chậm rãi quanh đại đường. Nàng lớn tiếng nói. Ngươi định lấy thứ gì trong điện Thái Hòa? Điện Thái Hòa chỉ được dùng cho thiên tử đăng cơ, ngươi dám mạo phạm xâm nhập vào đây đã phạm tội khi quân. Ngươi có ba đầu sáu tay cũng không tránh nổi sự trừng phạt này đâu. Chẳng có ai đáp lời nàng, ngoài sự im vắng lặng. Giang Vi Tử nhìn lại nóc điện Thái Hòa. Nàng nhẹ điểm mũi hài, thân pháp phiêu bồng quay tít như một con vũ lướt lên cao, đảo quanh một vòng nhưng cũng không tìm ra ai. Giang Vi Tử hạ thân xuống trước chiếc đầu rồng đặt ngay chính điện Thái Hòa. Giang Vi Tử chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Đạo soái Dương Châu, nếu ngươi muốn lấy ngọc ấn trong điện Thái Hòa thì hãy xuất đầu lộ diện. Ngươi có đủ bản lĩnh đối phó với Giang Vi Tử, ngươi thắng bổn cô nương, Giang Vi Tử sẽ trao ngay ngọc ấn cho ngươi. Chẳng có ai trả lời Giang Vi Tử. Không thấy ai trả lời mình, Giang Vi Tử gắt giọng nói. Đạo soái Dương Châu, ngươi nghe bổn cô nương nói chứ, ngươi chỉ biết ẩn náu thôi ư, đừng làm con rùa rút cổ như vậy, đã dám vào điện Thái Hòa sục sạo, ngươi có bản lĩnh lắm đó, gan của ngươi cũng lớn đấy. Hãy xuất đầu lộ diện đi chứ đừng làm cơn rùa rút có trốn chui trốn nhủi. Cũng không có ai đáp lời nàng ngoài sự vắng lặng mênh mông trong điện Thái Hòa. Giang Vi Tử mỉm cười, rồi bước đến trước đầu rồng bằng vàng phản chiếu ánh sáng từ hai hàng chân đèn dựng đọc theo hai bên cánh điện Thái Hòa. Nàng đặt tay vào đỉnh đầu kim long. Miệng đầu rồng từ từ chuyển động rồi há rồng ra. Từ trong miệng kim long một vầng hào quang ngũ sắc phát ra. Giang Vi Tử nhìn chằm chằm vào miệng rồng. Cạch! Sau âm thanh đó, từ trong miệng kim long một khối ngọc từ từ trượt ra ngoài. Giang Vi Tử cầm lấy ngọc ấn. Nàng quay mặt nhìn lại cửa điện Thái Hòa rồi nói. Đạo soái Dương Châu, phải ngươi muốn lấy ngọc ấn. Ngọc ấn đang ở trong tay Giang Vi Tử, ngươi còn chờ gì chưa xuất hiện để lấy ngọc ấn. Vẫn không có ai trả lời nàng. Giang Vi Tử nói tiếp. Giang Vi Tử rất muốn biết đạo soái Dương Châu là ai đó. Ngươi có đủ bản lĩnh vào đây thì hẳn cũng có đủ bản lĩnh lấy ngọc ấn từ tay Giang Vi Tử chứ. Vẫn không có ai đáp lời nàng. Giang Vi Tử đặt ngọc ấn lên đỉnh đầu kim long, rồi từ tốn nói tiếp. Nếu như ngươi không xuất đầu lộ diện, bổn cô nương sẽ trả ngọc ấn vào trong kim long. Ngươi sẽ không có cơ hội để lấy ngọc ấn đâu. Ngươi có thể đột nhập vào điện Thái Hòa nhưng sẽ không bao giờ chạm tay được đến ngọc ấn một khi ta trả ngọc ấn trở lại vào trong kim long. Giang Vi Tử nhìn quanh. Giang Vi Tử tài nhân nói tiếp. Đã thấy ngọc ấn rồi sao còn chưa xuất đầu lộ diện để lấy? Ngươi định làm con rùa rụt cổ ẩn mình trong điện Thái Hòa mãi sao? Giang Vi Tử vừa nói dứt lời thì chớp thấy bóng phất phơ phía trước mình. Giang Vi Tử điểm mũi hài, thân ảnh nàng tợ cánh chim cắt lao vụt về phía đó. Cùng với thân ảnh siêu phàm xuất chúng, một chớp sáng xanh dần thoát ra từ ngọc thủ của nàng bổ tới bóng người lập lờ. Ngươi không thoát khỏi thiên cương chỉ của bổn cô nương đâu.
Đào sát quang xanh dần chém xa đến chiếc bóng lập lờ, nhưng chẳng có tiếng thét đau đớn nào phát ra mặc dù nàng thấy rõ mồn một chiếc bóng lập lờ đó bị đào thiên cương chỉ cắt ra làm hai. Giang Vi Tử lướt tới. Nàng sững bước bởi đập vào mắt nàng chẳng có ai ngoài trừ một bộ trang phục nam nhân bị đào thiên cương chỉ chém đứt đôi. Giang Vi Tử buột miệng nói. Tại sao thế này? Giang Vi Tử giật mình nghĩ đến Ngọc Ấn. Nàng toan quay lại thì một giọng nói ôn nhu từ tốn cất lên từ phía đầu Kim Long. Giang Tài Nhân đừng quay mặt nhìn lại kẻo lại trách ta không nói trước với Giang Tài Nhân. Đào Soái Dương Châu, ngươi khá lắm, nhưng ngươi đâu có quyền ra lệnh cho bổn cô nương. Tài Hà nói trước rồi đấy nhé. Giang Vi Tử hừ nhạt một tiếng rồi quay ngoắt lại nàng vừa quay lại đối mặt với Kim Tiêu thì thét lên. À! Cùng với tiếng thét đó nàng đưa tay che mắt lại. Làm sao Giang Vi Tử không che mắt được bởi đập vào mắt nàng là một tráng niên khôi ngô anh tuấn ôm khư khư Ngọc Ấn, nhưng lại chẳng có mảnh vải nào che thân. Giang Vi Tử gắt giọng nói. Đào Soái Dương Châu, ngươi làm cái trò gì vậy? Sao ngươi không vận trang phục lại cỡi trần cỡi chuồng như vậy chứ? Nàng thét lớn. Ngươi làm nhơ bẩn cả mắt ta. Kim Tiêu mỉm cười nói. Tài Hà có làm dơ thu nhãn của quý cô nương đâu mà tài cô nương tự nhìn Tài Hà đấy chứ. Đã được chiêm ngưỡng thể pháp của Đào Soái Dương Châu rồi còn chửi Tài Hà nữa. Giang Vi Tử thét lớn. Bổn cô nương sẽ giết ngươi. Ngươi đúng là kẻ bỉ ổi, một nam tử như ngươi mà lại hành động càn rỡ như vậy. Kim Tiêu khoát tay. Hê! Giang Tài Nhân đừng có buông tay xuống đó nhé, kẻo thu nhãn của Tài Nhân sẽ bị ô uế vẩn đục. Không chừng lại còn phạm vào điều cấm kỵ của nữ nhân. Khi đã nhìn thấy cái ấy của Tài Hạ rồi sẽ phải làm người nâng khăn sửa túi đó. Giang Vi Tử rít một luồng chân khí đè nén tức giận nhưng không dám buông tay khỏi mặt mình. Ngươi vận trang phục lại đi. Tài Hạ là người thích cởi chuồng mà. Tài Hạ mạo phạm vào đây mượn tạm Ngọc Ấn. Khi nào xong việc Tài Hà sẽ mang trả lại. Ngươi không được mang Ngọc Ấn đi. Ngọc Ấn liên quan đến vận mệnh của bá tánh. Tài Hà biết, nhưng lúc này thì không thể không mượn được. Tài Hà sẽ cố giữ gìn Ngọc Ấn cẩn thận. Quý nương cứ yên tâm, sau này quý nương có gặp lại Đào Soái Dương Châu, nhớ cẩn thận trước khi nhìn Tài Hà đó. Chàng nói rồi thi triển, bách bộ hư tướng, lướt vụt lên nóc và đại điện Thái Hòa. Kim Tiêu đã bỏ đi mà Giang Vi Tử vẫn còn đứng chôn chân dưới đất, hai tay vẫn bịt kín mắt mình. Nàng gắt giọng nói. Ngươi còn ở đó không? Nàng không nghe ai trả lời mình. Vi Tử hỏi lại một lần nữa. Ngươi còn ở đó không sao không trả lời ta? Vẫn không có tiếng trả lời, Giang Vi Tử từ từ bỏ tay xuống. Nàng không còn thấy Đào Soái Dương Châu và cả Ngọc Ấn nữa. Giang Vi Tử thét lớn. Người đâu? Cửa điện Thái Hòa lại mở ra cấm vệ quân ào ào bước vào quỳ xuống trước mặt nàng. Bọn cấm vệ quân sướng lên. Khấu kiến tàn nhân quý nương. Đứng lên. Bọn cấm vệ quân đồng loạt đứng lên. Giang Vi Tử nói. Các ngươi có thấy ai ra khỏi điện Thái Hòa không? Bọn cấm vệ quân lắc đầu. Giang Vi Tử nhìn quanh. Không thể như vậy được. Lục soát tất cả mọi nơi này cho ta. Bọn cấm vệ quân lục soát khắp nơi không chừa ngóc ngách nào, nhưng tuyệt nhiên chẳng phát hiện được gì, ngoài bộ trang phục bị chẻ đôi. Bọn chúng quay lại. Tài nhân, chúng tôi không tìm thấy gì cả. Không thể như vậy được. Giang Vi Tử vừa nói vừa bước lại đầu Kim Long. Ta phải làm sao bây giờ? Ngọc Ấn đã mất rồi, Đào Soái Dương Châu đích thân ta sẽ đi tìm ngươi lấy lại Ngọc Ấn. Nàng nói rồi quay bước ra cửa điện Thái Hòa, trở về biệt cung của mình, Giang Vi Tử bước đến biệt phòng. Nàng tiến đến trước tấm gương đồng nhìn dung diện mình trong tấm gương đồng, Vi Tử nói. Đào Soái Dương Châu, ngươi có thăng thiên hay đồn thổ xuống A Tỳ, Giang Vi Tử cũng sẽ tìm ra ngươi. Nàng ấn tay xoay chiếc gương đồng. Một vòm cửa bí mật dịch chuyển. Giang Vi Tử bước qua vòm cửa đó. Phía sau vòm cửa là một thạch thất trong đó chứa đầy những binh khí và những bộ giáp chủ. Giang Vi Tử chọn lấy một bộ kim tỳ giáp và đôi tiểu kiếm vàng ửng.
Nàng múa tít đôi tiểu kiếm trong tay mình rồi đặt trở lại. Liếc mắt nhìn lướt qua những thứ binh khí có trong biệt thất, hai cánh môi của nàng mím lại. Nàng nhón tay lấy một cánh hoa lan bằng ngọc bích, nhìn cánh hoa lan đó Giang Vi Tử khẽ nói. Cuối cùng Lan Hoa Sứ cũng tái xuất giang hồ. Vừa nói Giang Vi Tử vừa định nhãn nhìn chiếc mặt nạ vàng treo trên vách. Nàng cầm lấy chiếc mặt nạ bằng vàng đó, khoát vào mặt mình. Giang Vi Tử chồng ngọc thủ lên nhau. Một quả cầu vàng óng xuất hiện giữa đôi bàn thủ của nàng. Giang Vi Tử quay gót, thân ảnh như chiếc bông vũ. Một lớp màn khí hộ công xuất hiện bao bọc khắp thể pháp nàng, bộ cánh cung trang thoát ra khỏi người nàng và liền theo đó là bộ trang phục bó chén, Lan Hoa Sứ bị hút vào vòng tròn ảo khí. Khi Vi Tử dừng thi triển thì nàng đã là một con người khác với chiếc mặt nạ rát vàng che dung diện cùng bộ huỳnh y bó sát lấy người. Giang Vi Tử quay lại biệt phòng, nàng nhìn mình trong tấm gương đồng, nàng nhẩm nói. Đào Soái Dương Châu. Sao 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 sao? Thần Thâu Bửu Chính Tư tựa lưng vào thành ghế, vừa choàng tay qua vai hai ả kỹ nữ. Lão đắc ý nói. Lão Bửu chỉ thích cứ mãi như thế này. Lão vừa nói dứt lời thì một giọng nói nhỏ nhẹ đập vào thính nhĩ. Còn bổn sứ thì không thích hàng người truy hoan như lão. Nghe giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào đó, Lão Bửu Chỉnh Tư không một chút hứng khởi mà ngược lại còn xô ngay hai ả kỹ ra khỏi mình rồi đứng phắt dậy, quay mặt nhìn ra cửa. Lừng lững đứng ngay ngưỡng cửa là một người vần kim y bó chén với chiếc mặt nạ rát vàng che mặt. Trên ngựa kim y là đóa hoa lan trắng nón. Lão Bửu Chỉnh Tư tái mặt, những thớ thịt trên mặt lão không ngừng động đậy. Lão Bửu Chỉnh Tư miễn cưỡng nói. Lan Hoa Sứ. Lan Hoa Sứ nghiêm giọng nói với hai ả kỹ nữ. Hai người lui ra. Không vào, Giang Vi Tử nói lời thư thái, hai ả kỹ nữ vội vã rời ngay khỏi gian thượng khách phòng. Trong bộ lốt Lan Hoa Sứ, Giang Vi Tử bước đến trước mặt Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư. Đào Soái Dương Châu đang ở đâu? Y là ai? Nhìn Lan Hoa Sứ, hai cánh môi của Lão Bửu Chỉnh Tư cứ mấp ma mấp máy nhưng không thốt được thành lời. Lan Hoa Sứ Giang Vi Tử trầm giọng hỏi. Lão Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư không nói được ư. Lời còn đọng nên miệng Lan Hoa Sứ Giang Vi Tử thì bất thình lình Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư vỗ trưởng vào ngực nàng. Giang Vi Tử không né tránh cũng không đón đỡ thẳng mà ngang nhiên hứng tròn lấy đạo trưởng tập kích bất ngờ của Bửu Chỉnh Tư. Chát! Lan Hoa Sứ hứng tròn một trưởng của Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư, nhưng chẳng hề hấn gì, ngược lại chính Lão Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư phải rú lên. Ta! Cùng với tiếng rú đó, Lão rút phát song thủ lại, nhảy đồng lên cứ như có cả một lò than bồng dưới chân Lão. Lan Hoa Sứ vươn chảo thộp ngay lấy hữu thủ của Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư. Hơi dùng mình, Lan Hoa Sứ đã nhấc bổng Lão Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư quăng về phía vách thượng khách sảnh. Thân ảnh của Lão Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư ví như một viên cuội bị Giang Vi Tử ném vào vách tường. Thân Lão va vào tường rồi rơi xuống sàn gạch. Huỵch! Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư ngồi bệt dưới sàn gạch không gượng đứng lên nổi sau cái quẳng của Giang Vi Tử. Nàng lừng lững bước đến đứng trước mặt Lão. Giang Vi Tử lặp lại câu hỏi của mình. Đào Soái Dương Châu là ai? Y đang ở đâu? Lão Bửu Chỉnh Tư nhìn nàng, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt. Lão chưa kịp trả lời Giang Vi Tử thì hai gã đại lực võ sĩ sồng sộc xông vào. Một gã gắt giọng nói. Ma nữ, ngươi định làm loạn Dương Châu Ký Lầu à? Giang Vi Tử không nhìn lại sau lưng mình, mà rú mạnh song thủ về phía sau. Hai đoàn xoáy kình thoát ra từ tấm trung bảo thủ của nàng, vỗ thẳng đến hai gã đại lực võ sĩ Dương Châu Ký Lầu. Chát chát! Cả hai gã đó bị đạo nhu kình của Lan Hoa Sứ Giang Vi Tử đánh bật khỏi cửa gian thượng khách phòng. Nằm duỗi dài ngoài hành lang bất tỉnh. Giang Vi Tử nhìn lại Lão Bửu. Bổn sứ hỏi lại một lần nữa, Đào Soái Dương Châu đang ở đâu, y là ai? Cùng với lời nói đó, Lan Hoa Sứ chụp đôi ngọc thủ biến thành chảo bóp vào hai bờ vai Thần Thâu Bửu Chỉnh Tư. Lão Bửu há hốc miệng thét lên. Ta! Cùng với tiếng thét của lão là những âm thanh răn rắc phát ra từ hai bờ vai.
Lão Bửu nhãn mặt gồng mình. Lan Hoa Sứ rút chảo công lại nhìn lão. Lão trả lời chứ. Lão Bửu Trình Tư lắc đầu. Lan Hoa Sứ hừ nhạt rồi điểm chỉ vào đúng huyệt nhân trung của Lão Bửu. Chỉ pháp của Giang Vi Tử nhấc từ từ vào. Mồ hôi tuôn ra khắp người thần thâu Bửu Trình Tư. Thần thâu Bửu Trình Tư lại giống lên. À! Mặc cho thần thâu Bửu Trình Tư gào thét, chỉ phá của Giang Vi Tử vẫn tiếp tục đâm vào đại huyệt nhân trung. Lão thần thâu giang hai chân trong khi đôi thủ pháp buông thõng theo hai bên hông. Lan Hoa Sứ Giang Vi Tử rút chỉ pháp lại. Lão nói chứ. Mặc dù giọng nói của Giang Vi Tử rất ôn nhu từ tốn, nếu không muốn nói là ngọt ngào, thanh tao nhưng nó vẫn tạo ra trong xương sống của Lão Bửu luồng hàn khí gay người chạy dọc lên đến tận đỉnh đầu. Lan Hoa Sứ nói tiếp. Bổn sứ không chờ đợi lâu được đâu. Vừa nói chỉ pháp của nàng vừa gia tăng nội lực nhấn mạnh hơn vào đại huyệt nhân trung của thần thâu Bửu Trình Tư. Thân pháp của Lão Bửu Trình Tư run bần bật như người lên cơn sốt. Lão miễn cưỡng nói. Lão Bửu nói, Lão Bửu nói. Lan Hoa Sứ rút ngay chỉ pháp lại, chớp tay sau lưng. Lão Bửu nhìn lên. Chiếc mặt nạ rát vàng đập vào mắt lão, tạo ra trong lão nỗi bồn chồn không làm chủ được mình. Lão thần thâu Bửu Trình Tư chưa kịp nói thì Lan Hoa Sứ rút ngọn kim châm dài trên một tấc lóng lánh sắc vàng ửng. Lão vừa thấy cây châm liền nói ngay. Lão Bửu nói. Lão rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực rồi hổn hển nói. Lan Hoa Sứ hứa với lão phu, đừng sát hại đào soái Dương Châu. Bổn sứ cần lấy lại ngọc ấn. Đổi chất dòng the thé, Giang Vi Tử nói tiếp. Đào soái Dương Châu là ai? Y đang ở đâu? Lão Bửu cúi mặt nhìn xuống mũi giày lý nhí nói. Ngàn kim tiêu đang ở tại Đồng Gia. Giang Vi Tử hừ nhạt một tiếng rồi quay bước bỏ đi thẳng ra ngoài cửa. Lão Bửu Trình Tư vội đứng lên bước theo. Lan Hoa Sứ. Lão bước ra cửa nhưng chẳng còn thấy nhân dạng Lan Hoa Sứ đâu nữa. Lão Bửu Trình Tư đứng tần ngần ngay ngưỡng cửa. Lão nghĩ thầm. Phải báo ngay cho Kim Tiêu biết. Đại họa đang giáng xuống đầu y rồi. Lão Bửu Trình Tư nghĩ rồi dậm bước thì thấy một gã kiếm thủ lừng lưỡng tiến về phía mình. Nhìn chân điện của gã kiếm thủ đó, Lão Bửu không khỏi lo lắng bồn chồn. Gã kiếm thủ đừng bước nhìn Bửu Trình Tư từ tốn nói. Tiên sinh là thần thâu Bửu Trình Tư. Chính là ta. Tài hạ là thập nhất lang Xương Điền Bảo. Xương Điền Bảo nghe tiếng Lão Bửu Trình Tư võ công tái thế, nên muốn thỉnh giáo. Lão Bửu có võ công cao cường gì đâu chứ mà các hạ muốn thỉnh giáo. Nếu Lão Bửu không chịu để tài hạ thỉnh giáo thì tài hạ rửa kiếm bằng máu của tiên sinh. Miệng thì nói, thập nhất lang Xương Điền Bảo vừa rút soạt thanh trường kiếm sáng ngời ra khỏi vỏ. Sát khí từ lưỡi kiếm của thập nhất lang Xương Điền Bảo toát ra khiến toàn thân Lão Bửu nổi đầy gai óc. Lão thối bộ vào trong gian thường sảnh, rồi bất ngờ đóng sập cửa lại. Cửa thường sảnh vừa được đóng lại thì một nhát kiếm chém xả vào nó. Lưỡi kiếm với một uy lực khủng khiếp chẻ đôi cánh cửa ra làm hai. Cánh cửa gian phòng thường khách sảnh tung ra. Trước khi cánh cửa bật ra thì Lão Bửu Trình Tư cũng kịp mở cửa sổ. Thập nhất lang Xương Điền Bảo bước vào gian thường khách phòng, trong khi Lão Bửu lướt người qua cửa sổ. Thập nhất lang chớp thấy Lão Bửu đào thoát, nhưng như chớp phóng trường kiếm về phía Lão. Lưỡi kiếm sáng ngời ánh thép tợ vầng tinh xa xẹt đến sau lưng Bửu Trình Tư. Thần thâu Bửu Trình Tư chỉ còn cách cái chết trong đường tơ kẽ tóc thì một đóa hoa lan từ ngoài cửa sổ lướt vào đón lấy đầu mũi kiếm. Keng! Thanh trường kiếm sừng lại. Lão Bửu thoát ra ngoài cửa sổ mà vẫn còn cảm nhận tử khí sau lưng mình. Lan Hoa Sứ đứng đón lão bên ngoài cửa sổ. Bửu Trình Tư vừa thoát ra thì Lan Hoa Sứ thộp lấy tay lão, rồi thi triển khinh công kéo theo lão băng vào hoa viên. Thập nhất lang Xương Điền Bảo lướt ra ngoài cửa sổ, y chỉ còn biết đứng nhìn theo hai người đang mất dần vào khu hoa viên Dương Châu Ký Lầu. Thập nhất lang Xương Điền Bảo dùng hai ngón tay gỡ đóa lan hoa sứ trên mũi kiếm. Y ngắm nghía cánh hoa lan một lúc rồi lại định nhãn nhìn về phía khu hoa viên.
đáng là đối thủ của ta lắm. Chương 33, Vân Liếm Thiên Mạt. Vân Liếm Thiên Mạt. Đại yến được bày ra trên đại sảnh dịch quán đồng phủ, tất cả mọi người đều có mặt. Kim Tiêu nhìn qua một lượt mọi người rồi định nhãn nhìn về phía Tống Thừa Ân. Chàng điểm nụ cười mỉm già lả rồi nói. Chư vị trưởng bối, Tống huynh, Đồng Thúc Thúc và cả Đồng đại ca nữa. Đại yến hôm nay do ngàn Kim Tiêu thiết đãi mọi người. Vì sao có buổi đại yến này, cái gì cũng phải có nguyên nhân cả. Kim Tiêu thiết đãi đại yến bởi vì Kim Tiêu vừa có một báu vật vô giá, mà từ cố chí kim chưa một ai trong chúng ta tận mục sở thị. Thừa Ân nhìn Kim Tiêu. Kim Tiêu hãy nói báu vật đó đi. Lúc này chưa phải lúc. Chàng nhướng mày nhìn Thừa Ân. Sau buổi đại yến này, tất cả mọi người sẽ được chiêm ngưỡng báu vật vô giá đó. Kỹ Thường lên tiếng. Ngàn Kim Tiêu úp úp mở mở như thế khiến mọi người tò mò. Kim Tiêu cười khẩy rồi nói. Uống rượu đi rồi Kim Tiêu sẽ nói. Kim Tiêu bưng chén rượu đưa đến trước mặt mọi người. Mời mọi người. Thiên Hữu đạo trưởng, Giác Viễn đại sư và tất cả mọi người cùng bưng chén. Mời ngàn công tử. Kim Tiêu dốc chén rượu uống cạn. Tất cả mọi người cùng dốc rượu uống cạn. Mọi người vừa đặt chén xuống thì lần lượt đổ sầm xuống bàn. Thừa Ân chau mày nhìn Kim Tiêu. Ngươi là ai? Vừa nói Tống Thừa Ân vừa vận công quy nạp độc tửu toan phun ra, nhưng Kim Tiêu nhanh hơn điểm vào tình huyệt của Thừa Ân. Thừa Ân đứng phỗng ra như tưởng. Ngươi có phải là ngàn Kim Tiêu không? Đích thì là ngàn Kim Tiêu rồi. Là ngàn Kim Tiêu, sao đệ lại điểm huyệt ta? Ngàn Kim Tiêu muốn phân biệt rành rẽ ai là tà nhân vô diện, còn ai không phải là tà nhân vô diện. Kim Tiêu đặt tay lên vai Thừa Ân. Huynh còn nhớ trước đây đệ nói điều gì không? Thừa Ân đáo thể nào nhớ hết những lời của ngàn Kim Tiêu. Huynh không nghe thì ngàn Kim Tiêu nhắc lại cho huynh nhớ. Kim Tiêu từng nói tà nhân vô diện có thể dùng bí thuật gì dung hóa trang thành tất cả mọi người. Nhưng có một người y không thể nào gì dung được. Ai? Những hòa thượng thiếu lâm tử. Nếu y dùng gì dung thuần hóa trang thành các hòa thượng thì cũng phải cạo đầu chọc. Một khi cạo đầu chọc thì y chỉ có thể làm hòa thượng được mà thôi. Chắc chắn điều đó y không bao giờ muốn. Thừa Ân cau mày. Chẳng lẽ? Thừa Ân bỏ lửng câu nói giữa chừng. Kim Tiêu cướp lời Thừa Ân. Trước khi Kim Tiêu cho mọi người thấy Ngọc Ấn để đánh đồng tà nhân vô diện thì muốn mọi người thầy đều trở thành hòa thượng tất. Ngươi cạo đầu tất cả à? Ngoài trừ những vị cao tăng thiếu lâm, bởi họ đâu còn tóc để mà cạo. Thừa Ân lắc đầu. Làm như vậy, ngàn Kim Tiêu đã mạo phạm và thất lễ với người võ lâm. Thất lễ là tiểu tiết, còn đại tiết chính là vạch bộ mặt tà nhân vô diện. Đệ đã quyết định rồi, một khi tà nhân vô diện biết Ngọc Ấn đang trong tay Kim Tiêu thì sẽ mò đến. Kim Tiêu dễ dàng nhận ra gã thôi. Tống đại ca không muốn điều đó à? Ngàn Kim Tiêu cào cả đầu Thừa Ân. Không loại trừ tà nhân vô diện đã từng dị dung giống tạc như Tống huynh. Ngươi! Tống huynh vì tóc của mình hay muốn trả thù của tân nương Dương Đình Tuyết Anh? Tống huynh còn bất kể màng sống cần gì đến mái tóc chứ? Đây là kế sách độc của Nghiêm Thục đó. Chàng xoa tay. Các môn khách của Đồng gia thì đã bỏ đi cả rồi, không còn bao nhiêu người. Sau khi cạo đầu xong, thì Đồng gia sẽ là lãnh địa nội bất xuất ngoại bất nhập. Còn bất cứ ai muốn vào làm môn khách thầy đều cạo đầu. Thiên hạ sẽ cười vào mũi chúng ta. Cười thì cười mặc kệ họ, người thứ nhất sẽ là Tống huynh. Tại sao ta lại là người thứ nhất? Bởi Tống huynh có mục đích hẳn hỏi. Thừa Ân buông tiếng thở dài. Được, ngàn Kim Tiêu muốn làm gì thì làm. Kim Tiêu ôm quyền. Đa tạ Tống đại ca đã cho Kim Tiêu được thực thi kế sách này. Kim Tiêu nói rồi rút ngọn truy thủ dưới ống giày thoăn thoắt cạo đầu Tống Thừa Ân. Chân diện Thừa Ân nghiêm hẳn lại với sắc đỏ tím. Kim Tiêu vừa cạo vừa nói. Tống huynh thấy đệ có tài cạo đầu thiên hạ không? Ta không còn biết nói với ngươi thế nào nữa. Hay, vì đại cuộc ta có thể hy sinh tính mạng mình mà tiếc gì một mái tóc.
Kim Tiêu cào xong đầu Thừa Ân thì giải huyệt. Bước lại một bộ, nghiêng đầu ngắm Thừa Ân, Kim Tiêu nói. Không chừng Tống huynh đẹp ra hơn với cái đầu hòa thượng này. Thừa Ân thở hắt ra một tiếng rồi phun bùm rượu có mê độc ra ngoài. Kim Tiêu đặt ngọn chùy thủ vào tay Thừa Ân. Kim Tiêu nhờ huynh giúp cho những người này. Ta không biết ngươi còn định dở trò gì nữa đây. Như thế này thì tà nhân vô diện không còn hóa trang được thành ai nữa cả. Tống Thừa Ân nhìn chàng. Ngươi cũng cạo đầu luôn chứ? Không. Sao lại không? Đệ không cạo đầu vì đệ là mồi nhử tà nhân vô diện mà. Nếu y hóa trang thành Kim Tiêu, nhất định đệ sẽ nhận ra ngay. Kim Tiêu chìa hữu thủ đến trước nghiêm giọng nói. Giữa lòng bàn tay ngàn Kim Tiêu có một dấu xăm kỳ lạ. Gã tà nhân kia không có được dấu xăm này đâu. Vậy còn đồng ký thưởng? Kim Tiêu nhíu mày rồi nói. Đồng huynh là một thi nhân không có võ công, nhưng tà nhân vô diện vẫn có thể dị dung thành đồng huynh. Cào luôn. Ngàn Kim Tiêu không chừa một ai à? Kim Tiêu gật đầu. Ngoài trừ một mình ngàn Kim Tiêu. Còn Ngọc Lan tiểu thư? Kim Tiêu giả là nói. Kim Tiêu đã cạo đầu Ngọc Lan rồi. Thừa Ân lắc đầu. Ta không còn gì để nói. Mau giúp Kim Tiêu đi, kẻo mê dược hết công hiệu thì lỡ việc hết. Thừa Ân buông tiếng thở dài rồi nói. Thừa Ân không biết chuyện này sẽ đi đến đâu. Tống huynh yên tâm, Kim Tiêu có thừa xảo ngôn để nói với mọi người mà. Sao? Khi mọi người tỉnh lại, tất cả đều ngơ ngác bởi đập vào mắt họ là một cảnh tượng quái đàng có một không hai. Tất cả mọi người đều bị cạo đầu chẳng khác nào những hòa thượng. Thiên Hữu đạo trưởng đập tay xuống bàn. Chát! Thiên Hữu đạo trưởng rít giọng nói. Thế này là thế nào? Thiên Hữu đạo trưởng vừa nói dứt câu mọi người đồng phá lên cười. Nghe mọi người cười, Thiên Hữu đạo trưởng đỏ mặt. Bần đạo đâu phải là hòa thượng. Ngàn Kim Tiêu đâu? Kỹ thường xoa đầu mình. Ngàn đệ làm cái gì thế nhỉ? Kim Tiêu từ sau bức bình phong bước ra. Thiên Hữu đạo trưởng trừng mắt nhìn Kim Tiêu. Ngàn tiểu đệ, sao ngươi dám cạo đầu bần đạo? Ngươi tính bớn cận bần đạo à? Ngươi thật hết muốn sống rồi. Kim Tiêu ôm quyền thủ lễ rồi nói. Đạo trưởng đừng giận Kim Tiêu. Kim Tiêu làm như vậy có lý do của mình. Thiên Hữu đại trưởng rít giọng nói. Lý do gì, ngươi phải giải trình cho rõ, bằng không bần đạo sẽ kết liễu nàng sống ngươi. Thừa Ân lo lắng nhìn Kim Tiêu. Thiên Hữu đạo trưởng nói dứt lời rút soạt trường kiếm. Kim Tiêu khoát tay. Đạo trưởng, hãy nghe ván bối giải trình đã. Nếu như ván bối nói không xuôi, xin được giao thủ cấp cho đạo trưởng. Ngươi nói đi. Kim Tiêu ôm quyền từ tốn nói. Ngàn Kim Tiêu thân hành vào cấm thành thỉnh cầu thiên tử cho mượn Ngọc Ấn. Vì chỉ có Ngọc Ấn mới có uy lực lột được dung diện của tà nhân vô diện. Nhân tiện có Ngọc Ấn trong tay Kim Tiêu muốn cho mọi người cùng thưởng lãm. Cả một đời người chưa chắc trong các vị có ai tần mục sở thì báu vật đó đâu. Tóc thì sẽ mọc nhưng chưa chắc có lần thứ hai chiêm ngưỡng được báu vật vô giá kia. Còn vì sao Kim Tiêu cạo đầu mọi người, bởi thiên tử nói không có mặt thiên tứ ai muốn nhìn qua Ngọc Ấn phải cạo đầu để tỏ lòng trung kiên với thiên tử. Do đó Kim Tiêu buộc phải mạo phạm thất lễ với mọi người. Kim Tiêu nói rồi bước ra sau bước bình phong rồi quay trở lại đội trên đầu một chiếc mâm đồng. Chàng trịnh trọng đặt chiếc mâm đồng xuống giữa chính điện. Kim Tiêu trịnh trọng mở tấm lụa phủ trên chiếc mâm đồng. Một vầng hào quang ngũ sắc óng ánh phát ra từ khối Ngọc Ấn. Kim Tiêu ôm quyền hướng về Thiên Hữu đạo trưởng. Kim Tiêu mời đạo trưởng thưởng lãm. Thiên Hữu đạo trưởng tra kiếm vào vỏ rồi ôm quyền. Ngàn công tử, có hiểu lòng già của công tử, bần đạo mới hiểu. Ván bối chỉ làm theo những gì mà thiên tử căn dặn thôi à. Thiên Hữu đạo trưởng dắt trường kiếm ta sau lưng rồi bước đến. Lão đạo sĩ võ đang đứng ngay ra nhìn khối Ngọc Ấn phát hào quang. Hai tay Thiên Hữu đạo trưởng nắm lại rồi nhẩm nói. Giang sơn xã tắc đây mà. Kim Tiêu dù gì nói vào tai Thiên Hữu đạo trưởng.
đạo trưởng không còn tiếc búi tóc của mình chứ? Lời nói của Ngàn Kim Tiêu như có động lực khiến Thiên Hữu đạo trưởng đưa tay lên xoa chiếc đầu chọc. Lão nhìn Kim Tiêu, già là cười. Không tiếc nữa, không tiếc nữa. Sao 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 sao? Kim Tiêu bưng chén rượu liếc trộm Thừa Ân, cái đầu chọc cửa Tống Thừa Ân lọt vào hai con ngươi chàng. Kim Tiêu nén lắm nhưng vẫn gượng cười. Thừa Ân không khỏi sườn sùng khi tiếp nhận nụ cười của Ngàn Kim Tiêu. Nhìn Kim Tiêu, Thừa Ân buột miệng nói. Ta đáng cười lắm à? Tống huynh đâu có gì đáng cười. Ta vừa thấy Kim Tiêu cười. Kim Tiêu cười bởi vì thấy huynh lạ quá. Ta lạ chỗ nào? Nhìn kỹ Tống huynh giống như một vị hòa thượng đạo cốt. Tăng tướng của huynh rất phương phi. Xem chừng Tống huynh rất có tăng tướng, nếu như huynh xuất ra đầu Phật dù bỏ bụi tình và những phiền lụy trong cõi trần tục, không chừng Tiêu Diêu khách sẽ thế vào chỗ của Đại sư Giác Chân được đó. Thừa Ân lắc đầu. Thừa Ân không có ý niệm xuất ra đầu Phật đâu. Tống huynh không có ý niệm đó à? Không. Trở thành tăng nhân cũng là một điều tốt. Huynh đã được giới võ lâm tặng cho ngoại hiệu là Tiêu Diêu khách. Ngoài hiệu đó cũng có hàm ý huynh rất thích Tiêu Diêu, không màn đến sự đời. Kim Tiêu vuốt cằm nhìn Thừa Ân rồi nói tiếp. Cảnh giới Phật môn cũng là cảnh giới Tiêu Diêu, đúng với ngoại hiệu của huynh, còn gì hơn nữa mà huynh không chịu. Chàng nói rồi dốc rượu uống cạn. Thừa Ân rời căn biệt lầu, bước đến trước mặt Kim Tiêu. Người muốn Tống Thừa Ân xuất ra đầu Phật lắm à? Kim Tiêu chỉ nói như thế thôi mà. Nếu như huynh trả được hận cho Dương Đình Tuyết Anh tỷ tỷ rồi huynh có nghĩ đến chuyện đó không? Kim Tiêu mỉm cười nói tiếp. Phàm người ta có tâm sự ưu uẩn, nhất là ưu uẩn trong tình trường, thì hay tìm đến cửa Phật để khỏa lấp niềm ưu uẩn của mình. Dù Tống Đại ca không nói ra nhưng Kim Tiêu cũng biết Thừa Ân huynh có tâm sự ưu uẩn bởi cái chết của Tân Nương trong ngày song hỷ hoàn minh. Thừa Ân buông tiếng thở dài. Ta chỉ có một ưu uẩn duy nhất, đó là đối mặt với tà nhân vô diện kia. Chắp tay sau lưng, Kim Tiêu hỏi. Trước sau gì thì tà nhân vô diện cũng đến mà. Nụ cười già lạ lại xuất hiện trên hai cánh môi của Ngàn Kim Tiêu. Kim Tiêu bây giờ giống như một con mồi lớn cùng với Ngọc Ấn. Còn Tống huynh là người câu cá. Huynh phải câu cho khéo đó, nếu câu không được sẽ bị mất cả cần câu lẫn mồi. Không chừng ngay cả người câu cá cũng có thể tán mạng bởi con cá lớn kia. Thừa Ân buông một tiếng cụt lủn. Cá sẽ cắn câu thôi. Nếu cá không cắn câu thì sao? Với miếng mồi ngon như thế này cá không thể từ chối được. Thừa Ân tin cá sẽ cần câu. Nếu Tống huynh đoán chắc như vậy thì phải dáng giữ cần câu và con mồi kia cho chắc đó. Thừa Ân chuốc rượu từ tình bình ra chén. Y chưa kịp bưng chén rượu thì Kim Tiêu đã bưng trước. Kim Tiêu dốc chén rượu uống cạn rồi nhìn Thừa Ân nói. Kim Tiêu giao miếng mồi ngọc ấn cho Tống huynh đó. Người giao cho ta à? Tống huynh cần miếng mồi to này chứ đâu phải Kim Tiêu. Chỉ cần Tống huynh giữ miếng mồi này cho chắc là được rồi. Nếu như để mất ngọc ấn vào tay tà nhân vô diện. Kim Tiêu chắc lưỡi rồi ve cằm. Ai chà! Không biết tìm đâu ra miếng mồi ngon thứ hai đâu. Ngàn Kim Tiêu không muốn vào điện Thái Hòa rồi tự cởi bỏ trang phục làm người quái dị để người ta chiêm ngưỡng dung mạo khả tú của mình đâu. Kim Tiêu nhìn Thừa Ân. Tống đại ca cẩn thận đó. Kim Tiêu đi đây. Kim Tiêu đi đâu? Kim Tiêu buông một câu cụt lủn. Đi trốn. Thừa Ân nhíu mày. Đi trốn là sao? Tống huynh còn hỏi nữa. Lúc này không ai đi trốn thì còn chờ đến lúc nào nữa, ở bên cạnh Tống huynh đúng hơn là ở bên cạnh miếng mồi ngon ngọc ấn, có thể bị cá to nuốt chung cùng với miếng mồi ngon đó lắm. Trên đài sảnh dịch quán Đồng Gia, Kim Tiêu đã ngầm thấy không chỉ có một con cá lớn tà nhân vô diệu đâu mà còn có cả một bầy lòng tong dập dình thèm thuồng ngọc ấn đó. Chàng ve cằm. Lúc này Kim Tiêu lại không tiện ở bên ngọc ấn. Huynh biết vì sao rồi chứ? Thừa Ân gật đầu. Ta hiểu. Nụ cười mỉm lại hiện trên hai cánh môi của Ngàn Kim Tiêu một lần nữa. Phải tiếp nhận nụ cười già lạ của Kim Tiêu, Thừa Ân chỉ còn biết buông tiếng thở dài. Thừa Ân miễn cưỡng nói. Kim Tiêu bảo trọng.
Tống huynh yên tâm, một khi ngàn kim tiêu đã trốn rồi thì khó có ai tìm ra được ngàn kim tiêu lắm. Ta biết, ngàn kim tiêu là đảo soái Dương Châu mà kim tiêu có thừa những thủ đoạn để lẩn tránh thiên hạ. Kim tiêu nhìn thừa ân. Trước khi kim tiêu rời khỏi đây, một lần nữa kim tiêu muốn nói với huynh. Kim tiêu và tống huynh câu con cá lớn chứ không phải chảy những con cá lòng tong đâu nhé. Mồi ngon thì không để câu cá nhỏ, huynh nhớ cho kim tiêu điều đó. Thừa ân gật đầu. Ta nhớ kim tiêu ôm quyền. Tăng tướng của tống huynh rất phương phi đào cốt, kim tiêu chúc mừng huynh có được tăng tướng này. Ngươi! Kim tiêu không để thừa ân nói hết lời mà cướp lời y. Trong lãnh địa Đồng Gia lúc này, ai có tăng tướng cả. Ai cũng là hòa thượng chọc đầu cả, không chỉ có một mình tống thừa ân đâu. Tống huynh đừng ngại. Kim tiêu nói rồi lẩn ngay ra khỏi biệt phòng mình. Kim tiêu đi rồi, thừa ân còn lại một mình. Thừa ân nhìn chiếc cháp bằng gỗ trầm hương, trong chứa ngọc ấn mà nhủ thầm. Dương Đình Tuyết Anh, huynh sẽ thanh toán những oan nợ với tà nhân vô diện. Thừa ân bước lại sau chiếc cháp trầm hương đựng ngọc ấn, rồi ngồi xuống bên cạnh bệ để chiếc cháp đó. Y đặt hai tay lên bắp đùi ngồi thiết đà trông như một vị hòa thượng đang chìm vào cõi tham thiền nhập định. Thừa ân không phải tham thiền chờ đợi lâu, cánh cửa đại sảnh biệt lầu dịch mở. Hai người vận hắc y bó chấn, che mặt bằng vuông lụa đen, đầu chít khăn đen. Cả hai tiến đến trước mặt tống thừa ân. Thừa ân nhìn hai gã hắc y nhân, y chậm rãi nói. Hai ngươi đi đi, người ta chờ không phải là hai ngươi. Gã đứng bên phải lừa mắt nhìn thừa ân rồi nói. Tiêu Diêu khách muốn huynh đệ của ta đi thì hãy giao ngọc ấn cho huynh đệ chúng ta. Ngọc ấn không dành cho hai người. Lời sau cùng của ta nói với hai ngươi nên rời khỏi đây. Ngọc ấn chỉ dành cho một người ta chờ đợi. Hai hắc y nhân nhìn nhau rồi quay lại đối nhãn với thừa ân. Gã đứng bên phải lại nói tiếp. Huynh đệ của ta chỉ rời khỏi đây khi nào có ngọc ấn trong tay mình. Nói dứt lời, cả hai gã hắc y nhân cùng cất lên một tiếng nghe như tiếng ánh ương gọi trời mưa. Liền sau tiếng kêu thô thiển quái gở đó, hai gã đồng loạt xuất thủ. Cả hai cùng sử dụng một thứ công phu, hàm mô công tợ như hai con ếch với bốn đôi chảo nhảy thộp tới chụp xuống thân ảnh của Tống Thừa Ân. Vẫn trong tư thế kiết đà, Thừa Ân dừng đứng song thủ. Đôi bản thủ xoay tròn tạo ra hai địa ảo khí huyền hoặc tiếp nhận lấy bốn đôi chảo quỷ của hai gã hắc y nhân. Ầm! Hai gã hắc y nhân giao thẳng chiêu công với Tống Thừa Ân, bị hất ngược trở lại. Cả hai lộn vòng trong không trung rồi hạ mình xuống trong tư thế quỷ, hai tay chống xuống sàn gạch, miệng phình to cất ra những tiếng kêu quệt quệt. Thừa Ân định nhãn nhìn hai gã đó. Hóa ra hai người là Song Tàn Lãnh Diện Dục Thức Bằng và Dục Thức Chỉ. Song Tàn Lãnh Diện đồng loạt lột bỏ chiếc khăn lụa che mặt quăn xuống sàn gạch. Cả hai vẫn giữ tư thế quỷ như ánh ương. Dục Thức Bằng nói. Tống Thừa Ân, huynh đệ ta muốn có ngọc ấn. Ngọc ấn không thuộc về hai người. Huynh đệ các ngươi cũng không đủ bản lĩnh để giữ ngọc ấn đâu. Dục Thức Bằng nhìn sang Dục Thức Chỉ. Cả hai trao đổi với nhau bằng mắt rồi nhìn lại Thừa Ân. Dục Thức Chỉ nhạt nhẽo nói. Tôn giá không giao ngọc ấn cho huynh đệ chúng tôi à? Hai người có quan hệ thế nào với tà nhân vô diện? Song Tàn Lãnh Diện đồng lên tiếng. Chẳng có quan hệ gì cả. Vậy cần ngọc ấn để làm gì? Ngọc ấn là báu vật. Chỉ như thế thôi. Nếu hai người cho ngọc ấn là báu vật, nên nảy sinh lòng tham thì hãy đến đây lấy ngọc ấn. Dục Thức Bằng nói. Huynh đệ ta đến đây với mục đích đó mà. Hai người tự dẫn xác vào tử lộ, đừng trách Tống Thừa Ân. Thừa Ân vừa nói dứt lời, thì Song Tàn Lãnh Diện cất ra những tiếng ánh ương kêu quyền quệt. Trong khi hai gã giống như hai con cóc phùn mang trợn má, với cái bụng phình to lên, đằng tạo ra những âm thanh đó. Cả hai ngưng tiếng ánh ương kêu một lượt, vừa ngưng phát ra những âm thanh quyền quệt, Song Tàn Lãnh Diện nhảy thốc đến Thừa Ân. Cùng với một chiêu công giống hệt như lần trước, nhưng lần này Song Tàn Lãnh Diện đã dồn đến 10 thành công lực vào trảo thủ, quyết một chiêu định đoạt thắng bại với Thừa Ân để có được báu vật ngọc ấn.
không né tránh, cũng chẳng chút e dè. Thừa Ân dựng song thủ xoay tròn tạo ra hai chiếc đạo ảo khí. Vùng chỉ khí do đôi bàn thủ của Thừa Ân tạo ra dày đặc hơn và có những âm thanh rì rì phát ra, đón thẳng lấy chảo quỷ hàm mô công của Song Tàn Lãnh Diện. Ầm. Hai gã họ dục giao nhau chiêu công thứ hai với Tống Thừa Ân, chảo công của họ chạm vào hai chiếc đạo khí, bật ngược trở lại như hai con cóc bị quăng đi bởi hai đạo bảo phong có uy lực san núi lấp đồi. Huynh đệ họ dục rơi huỵch xuống sàn gạch. Cả hai nằm dài dưới sàn gạch một lúc rồi chỏi tay lồm cồm ngồi lên. Họ nhìn Thừa Ân. Thừa Ân nhạt nhẽo nói. Đến lượt Tống mỗ. Cùng với lời nói đó, hai chớp sáng vụt lướt ra khỏi song thủ của Thừa Ân, nhanh hơn tinh xa. Song Tàn Lãnh Diện vừa thấy hai chớp sáng kia xuất hiện thì một bức màn trắng chụp thẳng xuống ánh mắt chúng. Cùng với bức màn trắng đó, cả hai ngỡ như có một tia sét trời bổ thẳng vào tam tinh chúng. Song Tàn Lãnh Diện đang quỳ trong tư thế ánh ương, chỏi hai tay bật ngược ra sau, nền ót xuống sàn gạch. Tứ chi của huynh đệ họ dục co quắp lại, rồi giật nảy liên tục. Cuối cùng thì bất động, với tư thế giang rộng tứ chi, trương to hai cái bụng, ngay giữa tam tinh chúng xuất hiện một đốm máu nhỏ bằng hai hạt đậu. Thừa Ân nhìn xác hai gã dục với ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Y nhẩm nói. Ta không phụ bá nhân, nhưng tài huynh đệ các người tìm đến tử lộ. Đừng trách Tống Thừa Ân mà hãy tự trách mình. Sát tử Song Tàn Lãnh Diện mà Thừa Ân không hề thay đổi tư thế ngồi của mình, nhưng Thừa Ân cũng không phải chờ đợi lâu để có đối thủ thứ hai. Lỗ tai bên trái của Thừa Ân giật nhẹ một cái, mắt hướng về phía cửa biệt sảnh. Chương 34, Tử Trường. Tử Trường. Tôn Giá muốn vào thì cứ vào đi. Đứng ngoài đó làm gì? Một người có bộ tướng rong ròng cao và gầy như cây tre miễu, đôi mắt hiếm híp, khuôn mặt nhòn hoắt phù hợp với bộ tướng gầy đét cao khều bước vào. Thừa Ân nhìn người đó, ôn nhu nói. Bảng tình môn chủ cũng muốn lấy ngọc ấn ư. Bảng tình địa linh môn chủ ve còng râu tài mọc trên má rồi mới ôm quyền ôn nhu nói. Bổn môn chủ không thể cưỡng lại được trước sức hấp dẫn của ngọc ấn. Bảng mỗ mạo muội đến đây để thỉnh cầu Tống Túc Hà cho bảng mỗ mượn ngọc ấn một thời gian đằng chiêm ngưỡng cho thỏa mắt. Ai cũng có ý niệm đó như môn chủ, nhưng trước khi Tài Hà trả lời có đồng ý hay không đồng ý cho bảng môn chủ biết thì môn chủ hãy cởi bỏ chiếc khăn che trên đầu mình. Bảng tỉnh gượng cười rồi nói. Túc Hà nghi bổn môn chủ là tà nhân vô diện gì dung ư. Điều đó ai cũng có thể nghĩ đến. Được. Địa linh môn chủ cởi bỏ chiếc khăn che trên đầu. Cái đầu chọc lóc lộ ra, trông lão càng khó coi hơn. Bảng tình ôm quyền. Tống Túc Hạ, bảng tình đã lột khăn rồi. Ta không phải là tà nhân vô diện gì dung. Kim Tiêu đứng lên. Bảng môn chủ không phải là tà nhân vô diện cải trang, vậy môn chủ không phải là người Tài Hạ đợi. Ngọc ấn này chỉ có thể thuộc về người Tống Thừa Ân chờ đợi mà thôi. Ai? Tà nhân vô diện. Bổn môn chủ không phải là tà nhân vô diện. Chính vì điều đó cho nên Tống Thừa Ân không thể trao ngọc ấn lại cho Tôn Giá được. Bảng tình cảm thấy ngưỡng mộ Thừa Ân. Thừa Ân ôm quyền. Đa tạ sự ngưỡng mộ của môn chủ. Sự ngưỡng mộ đó không đổi được báu vật ngọc ấn. Bảng tình lưỡng lự rồi nói. Bảng mỗ đến đây chỉ để mượn ngọc ấn đằng chiêm ngưỡng cho mãn nhãn thôi chứ không có ý tranh đoạt ngọc ấn. Thừa Ân lắc đầu. Không được. Thừa Ân chỉ xác Song Tàn Lãnh Diện. Huynh đệ họ dục cũng có ý như bảng môn chủ. Môn chủ hãy nhìn huynh đệ họ xem. Tại sao họ lại đi vào tử lộ, ai cũng có lòng tham, nhưng cũng nên biết và lượng sức mình. Chân diện địa linh môn chủ xa sầm hẳn lại. Địa linh môn chủ miễn cưỡng bước tới bên xác Song Tàn Lãnh Diện. Hai chấm máu nhỏ như hạt đậu đồng trên tam tinh hai gã đó đập vào mắt địa linh môn chủ. Lão từ từ nhìn lại Thừa Ân. Đoạt hồn phi chỉ. Họ chết bởi đoạt hồn phi chỉ. Giọng nói của Thừa Ân nghe thật nhạt nhẽo và lạnh lùng, nhưng khi nghe chẳng biết địa linh môn chủ nghĩ gì lại thối bộ ôm quyền nói. Bảng tình đã hiểu. Vừa nói địa linh môn chủ vừa chiếu nhãn quang vào Thừa Ân. Lão miễn cưỡng nói tiếp.
Sau này bổn môn chủ sẽ gặp lại túc hạ. Thừa ân chờ người, nên không tiến khách. Địa linh môn chủ lườm thừa ăn rồi miễn cưỡng quay bước. Y chậm rãi như thể có cái gì đó níu hai chân mình. Vừa bước đến cửa biệt sảnh, địa linh môn chủ bất ngờ quay lại nói. Bổn môn chủ không cưỡng được. Cùng với lời nói đó, địa linh môn chủ bàng tỉnh vỗ thẳng về phía thừa ân hai đạo phách không trưởng, kình khí ào ào chút ra từ tâm trung bản thủ của bàng tỉnh chụp đến tống thừa ân. Không né tránh, thừa ân dựng trưởng đón thẳng hai đạo phách không trưởng của bàng tỉnh. Ầm! Địa linh môn chủ trượt dài ra sau vào cửa biệt sảnh, khiến cho hai cánh môi cả nặng nề bật tung ra. Bàng tỉnh trao đảo một lúc mới trù bổ. Phía đối diện thừa ân không có chút biểu hiện gì, hai chân vẫn yên vì một chỗ. Có chăng là những vết rạn nứt dấu chân chim xuất hiện trên sân gạch? Địa linh môn chủ lắc đầu. Bổn môn chủ sẽ gặp lại túc hạ. Y nói rồi quay bước bỏ đi thẳng. Thừa ân buông tiếng thở dài nghĩ thầm. Ngọc ấn có sức hấp dẫn dữ dội như vậy sao? Cả thiên hạ hình như ai cũng muốn trở thành chủ nhân của Ngọc ấn. Ý niệm đề lướt qua, thừa ân sực nghĩ lại Kim Tiêu mà lắc đầu. Có lẽ chỉ có mình y đã có thể là chủ nhân của Ngọc ấn nhưng lại không màng đến. Thừa ân buông tiếng thở dài nhìn ra ngoài cửa biệt sảnh. Sao y không y đến? Ý niệm đề còn đọng trong đầu tống thừa ân thì một tiếng chim đêm rú trên bầu trời. Tiếng chim đêm đó nghe thật lạc lõng, nhưng khi nó đập vào tai thừa ân, thì tạo ra trong tâm thức một nỗi bồn chồn khó tả. Thừa ân rảo bước tiến về phía cửa biệt sảnh. Một giọng nói nhạt nhẽo, vi vu như tiếng muỗi kêu lọt vào thính nhĩ thừa ân. Ta không tiện gặp tống các hạ tại biệt sảnh này, nếu các hạ còn nhớ giao ước thì hãy đem ngọc ấn đến từ trường, trước hòn giả sơn ngũ hành. Giọng nói vi vu kia ngưng bặt. Thừa ân đảo mắt nhìn quanh, chàng không phát hiện ra một người nào. Thừa ân cũng không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra quanh tòa biệt lầu thường khách chẳng có lấy mặt bóng người. Điều đó chứng tỏ biệt lầu không có ai canh gác bảo vệ cho Kim Tiêu, mặc dù ai cũng biết báu vật Ngọc Ấn đang được lưu giữ trong tòa biệt lầu này. Thừa ân nghĩ thầm. Ai cùng muốn vì mạng sống của mình, Kim Tiêu còn sợ hãi khi ở bên cạnh Ngọc Ấn thì ai không sợ. Thừa ân quay bước trở vào đứng bên cạnh kệ để cháp trầm hương chứa Ngọc Ấn. Đặt tay lên chiếc cháp trầm hương, Kim Tiêu trầm mặt xuống. Thừa ân nhẩm nói khi nhãn quang nhìn vào cõi vô thực. Dương Đình Tuyết Anh. Nói rồi thừa ân cột chiếc cháp đựng Ngọc Ấn vào một mảnh lụa, khiêng lên vai thi triển khinh thuật lướt ra cửa biệt sảnh. Thừa ân vừa rời biệt lầu thì có một người với khinh thuật nhập nhoạng, lúc ẩn, lúc hiện bám theo. Sao 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 sao? Màn sương đêm răng đầy che lấp cả tầm mắt, thảm cỏ xanh ướt sũng nhưng êm như tấm thảm nhung trải rộng trong phạm vi 30 trường vuông, hòn giả sơn tạo hình, ngũ hành, sừng sững chiếm giữ hướng bắc. Trong màn sương đêm lạnh lẽo và u tịch đó, tử trường đã trở nên âm u dần dần. Một sự âm u mà bất cứ ai bước vào cũng cảm nhận được nơi đây như đang có sự hiện hữu của những oan hồn vất vưởng trong nỗi trầm mặc hoài nhớ về một dĩ vãng nào đó. Tống thừa ân sửa lại túi lụa cột chiếc cháp trầm hương chứa ngọc ấn rồi bước vào thảo có ướt sũng sương đêm. Thừa ân cũng cảm nhận rõ trong màn sương đêm mù mờ kia cho những oan hồn trầm tư đang hướng mắt nhìn mình. Sự u tịch và trầm lặng càng được khắc họa qua ánh trăng lưỡi liềm nhàn nhạt. Thỉnh thoảng thừa ân lại thấy cái gì đó lay động trong màn sương mờ của tử trường. Ánh mắt thừa ân sáng quắc như mắt cú vò về đêm, hừng hực truy tìm con mồi nào đó trong chốn thanh vắng, trầm tưởng này. Thừa ân thả bước chậm rãi và cẩn trọng, sự cẩn trọng đó không thừa, bởi thừa ân đã từng gặp tà nhân vô diện trong bộ lút của mình. Một con người mà thừa ân cảm thấy một nỗi bất an, bồn chốn khi đối mặt. Thừa ân dừng bước khi thấy có người đang đứng phía trước quay lưng về phía mình. Một tiếng chim đêm rúc lên trên khoảng không gian vầng lặng. Tiếng chim không phá vẻ sự trầm lặng của tử trường, mà ngược lại còn tạo ra sự cô đặc nặng nề trong vùng không gian trầm lắng đó. Tà nhân vô diện từ từ quay lại. Trong màn sương dày, tống thừa ân vẫn nhận ra chân diện của mình.
nếu tà nhân vô diện không che chiếc khăn trên đầu, có lẽ không ai nhận biết trong hai người ai là Tống Thừa Ân. Thừa Ân từ tốn nói. Tống Thừa Án đến theo cái hẹn với Tôn Giá. Ta cũng chờ Tống Thừa Ân. Tống Thừa Ân đem theo Ngọc Ấn đấy chứ. Tài hạ đang giữ Ngọc Ấn. Vừa nói Thừa Ân vừa cởi mảnh lụa trên vai đặt xuống chân mình. Đôi mắt tà nhân vô diện sáng hẳn lên nhìn về phía túi Ngọc Ấn. Y định nhãn nhìn lại Thừa Ân. Sự xuất hiện của Tống Thừa Ân tại tử trường khiến ta phải ngưỡng mộ Thừa Ân đó. Tài hạ không nhận sự ngưỡng mộ đó. Bởi Thừa Ân hận ta. Tài hạ giữ lời tất Tôn Giá phải giữ lời. Nói rồi Thừa Ân mở mảnh lụa, giờ nắp chiếc cháp. Một vầng sáng xanh từ trong cháp hắt ra xua đi màn sương dày. Ánh sáng đủ để Tống Thừa Ân nhìn rõ chân diện tà nhân vô diện. Một khuôn mặt giống tạt Thừa Ân như hai giọt nước. Chiếc khăn che trên đầu tà nhân vô diện khiến Thừa Ân buồn miệng hỏi. Khuôn mặt của Tôn Giá rất giống Tống Thừa Ân, tại sao Tôn Giá lại chít khăn làm gì? Phải chăng Tôn Giá không thể hy sinh mái tóc của mình để giống tài hạ như hai giọt nước sao? Tà nhân vô diện cười khẩy. Tóc rồi sẽ mọc nhưng Ngọc Ấn thì không thể có chiếc thứ hai. Có gì mà ta không dám? Vừa nói tà thân vô diện vừa lột bỏ chiếc khăn chít trên đầu mình. Đầu y cũng láng nhẵn chẳng có sợi tóc nào. Nhìn tà nhân vô diện, Thừa Ân cứ ngỡ như mình nhìn bóng mình trong chiếc gương qua màn sương dày. Thừa Ân chợt phá lên cười. Nghe Thừa An cười tà nhân vô diện cau mày. Thừa Ân cười gì, nhân dạng ta đáng cười lắm hay sao? Nếu như Thừa Ân cười ta thì đang cười Tống Thừa Ân đó. Tài hạ không cười Tôn Giá, cũng chẳng cười mình, mà cười bởi một ý niệm vừa lóe lên trong đầu. Đó là ý niệm gì? Thừa Ân vừa sực nghĩ, chẳng lẽ Tôn Giá cũng có mặt trong dịch quán Đồng Gia và rồi cũng giống như mọi người bị ngàn kim tiêu cào chọc đầu. Tà nhân vô diện cười sang sảng. Y vừa cười vừa nói. Có thể lắm chứ. Tôn Giá tự nhận à. Ta không ngờ gã tiểu tử ngàn kim tiêu lại lắm trò như vậy. Trên giang hồ có ai dám hành sự như gã không? Y dám làm những điều mà người có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Cười khẩy một tiếng tà nhân vô diện nói tiếp. Ngay cả ta cũng không dám nghĩ mình có thể bị cào chọc đầu như bao nhiêu kẻ thành danh như vậy. Ngay cả một tiêu diêu khách lừng lẫy giang hồ cũng bị gã tiểu tử đó cào chọc đầu. Thừa Ân gượng cười rồi nói. Tống mỗ tự nguyện còn Tôn Giá. Tà nhân im lặng không đáp lời Thừa Ân. Thấy y im lặng, Thừa Ân nói. Tôn Giá buộc phải cào theo mọi người đặng dễ dùng thuật gì dung. Cứ nghĩ như vậy đi. Bây giờ Tôn Giá có thể dì dung thành hòa thượng. Thừa Ân nói rồi bật cười khanh khách. Chàng vừa cười vừa nói. Kim Tiêu hẳn không ngờ đến chuyện này. Ngay cả tà nhân cũng bị chọc đầu bởi trò hóm hình của y. Tà nhân vô diện đổi giọng lạnh lùng. Thừa Ân không cười lâu được đâu. Ngàn Kim Tiêu cũng sẽ sớm chịu cái giá phải trả cho trò hóm hình này. Kim Tiêu chưa trả giá, mà tất cả người võ lâm, trong đó có Tống Thừa Ân, tà nhân vô diện, Thiên Hữu đạo trưởng, Đồng Gia Hiệp và những cao nhân khác nữa đều trở thành những gã hề hóm hình, dị dạng trong con mắt của Ngàn Kim Tiêu. Hừ nhạt một tiếng, tà nhân vô diện gằn giọng nói. Nói như thế đủ rồi. Cùng với lời nói đó, tà nhân vô diện đưa tay lên xoa cái đầu trọc của mình. Động tác của gã rất thản nhiên như thể không quen với cái đầu tóc vừa mới có Thừa Ân gượng lắm nhưng vẫn bật cười thành tiếng khi chứng kiến động tác của tà nhân vô diện. Thừa Ân miễn cưỡng hỏi. Tôn Giá thấy lạ với nhân dạng của mình à? Tà nhân vô diện hạ tay xuống. Ta và Tống Thừa Ân hãy quay lại với cuộc hội kiến hôm nay. Đừng nói đến gã tiểu tử ngàn kim tiêu. Thừa Ân cười khẩy rồi nói. Tài hạ nhìn thấy sự bàng hoàng trong ánh mắt của Tôn Giá khi nhắc đến ngàn kim tiêu. Ta có thể giết kim tiêu bất cứ lúc nào, cả Tống Thừa Ân nữa. Có thể, nhưng Tôn Giá không bao giờ hành sự được như ngàn kim tiêu. Dù sao Thừa Ân có chết thì cũng rất thích thú khi được chứng kiến Tôn Giá trong bộ dạng này. Thừa Ân có bao giờ nghĩ đến cảnh giới bên kia không?
Tài Hà sống luôn có một dĩ vãng bên mình và chức nghiệp của thực tài, đồng thời cũng nghĩ đến ngày mai. Xác thân này là sự hiện hữu trong thực tài để thừa ân hoài tưởng đến một cảnh giới khác. Trong cảnh giới đó có gì nhỉ? Ta sẽ sớm cho thừa ân một câu trả lời. Tống thừa ân cũng đang đi tìm câu trả lời đó. Tà nhân vô diện chỉ vào đầu mình. Và còn những câu trả lời đang âm ỉ trong tâm thức của Tống thừa ân nữa. Tài Hà rất sẵn lòng chờ sự chỉ điểm của tôn giá. Ta thích thú với sự thẳng thắn này. Tà nhân vô diện cười khẩy rồi nói tiếp. Ta và thừa ân đã biết vào tử trường, chỉ có một người duy nhất ra khỏi tử trường này. Ta hoặc thừa ân, đã đến lúc Tống thừa ân dùng tuyệt công, đoạn hồn phi chỉ rồi đó. Tôn giá biết thừa ân sẽ dùng đoạn hồn phi chỉ ư. Đối mặt với tà nhân vô diện, người đã sát tử tân nương Dương Đình Tuyết Anh của Tống thừa ân, thì tất nhiên thừa ân phải dùng đến sở học đắc ý nhất của mình. Sở học của Tống thừa ân không phải là đoạn hồn phi chỉ thì còn tuyệt học võ công nào nữa chứ. Cười khẩy một tiếng, tà nhân vô diện nói. Tiêu Diêu Khách lập danh trong giang hồ và trở thành đệ nhất cao thủ thị nội nhờ vào tuyệt học đoàn hồn phi chỉ. Tất sẽ dùng công phu đó để trả thù cho tân nương mình. Hãy sử dụng ngay đến tuyệt công đó đi, đừng e dè. Tài Hà cũng có ý dùng đoàn hồn phi chỉ để thanh toán oan nợ với tôn giá. Thừa ân ngưng lời một lúc rồi nói tiếp. Tôn giá giữ lời nói của mình chứ. Đôi chân mày của tà nhân vô diện nhướng lên. Chưa bước vào cuộc đấu sinh tử sao thừa ân bi quan vậy, hay thừa ân đã cảm nhận được bóng sắc tử vong từ tà nhân vô diện? Tài Hà không phủ nhận điều đó. Rất khẳng khái, khi ta cảm nhận bóng sắc tử vong thì bóng sắc tử vong đã đến với ta rồi. Thừa ân không khách khỉ với tôn giá. Nói dứt lời, thừa ân vận chuyển nguyên ngươi dồn vào song thủ. Nhìn tà nhân vô diện. Hay đây là một cuộc đấu quang minh chính đại? Ta không để cho Tống thừa ân thất vọng. Được. Nói dứt lời thừa ân lắc vai điểm mũi giày lướt lên cao bốn bộ. Thừa ân vừa thi triển khinh công lướt lên cao bốn trường thì tà nhân cũng dùng thao tác giống hệt như thừa ân. Y cũng lắc vai điểm mũi giày lướt lên cao bốn trường, hai người lướt thẳng vào nhau. Nhanh như một ánh chớp thừa ân phát động tuyệt công, đoàn hồn phi chỉ. Hai chớp sáng bạc thoát ra từ song thủ của thừa ân. Phía đối diện, tà nhân vô diện cũng cùng một thao tác giống như thừa ân cùng hai chớp sáng bật thoát ra từ song chỉ đón thẳng đỡ thẳng lấy chỉ công của Tống thừa ân. Chát chát! Thừa ân có cảm giác mình đang tự đánh mình. Thừa ân dùng bao nhiêu công lực phất tác, đoàn hồn phi chỉ thì tà nhân vô diện cũng dùng bấy nhiêu công lực. Thừa ân và tà nhân vô diện quyền chặt lấy nhau như bóng với hình. Thừa ân không ngừng phát ra những tuyệt chiêu của đoàn hồn phi chỉ nhưng mỗi lần phát chiêu thì tà nhân vô diện cũng dùng chính chiêu thức đó để đón đỡ. Càng giao thủ với tà nhân vô diện, Tống thừa ân càng ngạc nhiên tột cùng. Làm sao Tống thừa ân không ngạc nhiên được bởi tà nhân vô diện cứ như một phiên bản của y, hay đúng hơn Tống thừa ân đang tự giao thủ với chính bản thân mình. Hoặc tất cả những gì thừa ân đang nghĩ trong đầu tà nhân vô diện lại đọc rõ từng ý niệm của thừa ân. Hai người giao thủ qua 30 hiệp bất phân thắng bại, nhất nhất tà nhân vô diện đều dùng chính những tuyệt chiêu của thừa ân phát tán mà chống trả tạo ra tình thế bên tám cân bên nửa lạng. Nếu có một người thứ ba tần mục sở thì cuộc giao thủ giữa hai người, điều chắc chắn không thể nào nhận ra đâu là Tống thừa ân, còn đâu là tà nhân vô diện. Hai đấu thủ như bóng với hình quấn chặt vào với nhau trao đổi qua lại những chiêu thức cực kỳ biến hóa, bằng tuyệt học đoàn hồn phi chỉ. Càng đấu với tà nhân vô diện, thừa ân càng bất ngờ và ngỡ ngàng tột cùng. Cuối cùng thì tất cả những gì tâm đắc nhất, thừa ân cũng đều thi triển hết và phía đối phương cũng phản ứng lại bằng bấy nhiêu chiêu thức mà thừa ân phát ra. Thừa ân lắc đầu lướt trở lại chỗ cũ. Tà nhân vô diện hạ thân xuống một cách nhẹ nhàng. Y già là nói. Tống thừa ân thấy thế nào? Thừa ân nhìn tà nhân vô diện như thể không tin vào mắt mình, mà buồn miệng hỏi. Tôn giá thủ học đoàn hồn phi chỉ từ đâu? Chắc chắn ta không cùng môn phái với Tống thừa ân, đoàn hồn phi chỉ của vô vi phái lợi hại thật những chỉ lợi hại với những người nào thôi, riêng với ta thì cũng chỉ mà một môn võ công tầm thường.
tôn giá ngạo mạn quá đó. Ta nói không sai đâu, sự chỉ giáo của ta dành cho Tống Thừa Ân bấy nhiêu đó đủ rồi. Đã đến lúc ta phải kết thúc cuộc đấu này. Nghe tà nhân vô diện thốt ra câu nói đó, Thừa Ân cảm nhận ngay sự buồn chồn khó tả xuất hiện trong nội thể mình. Sự buồn chồn kia buộc Thừa Ân phải liên tưởng đến sự chết chóc mà từ trước đến nay chưa từng bao giờ nghĩ đến nó. Mặc dù cảm nhận điều đó, nhưng Thừa Ân vẫn gắt giọng đáp lời tà nhân vô diện. Tống Thừa Ân chờ tôn giá thể hiện điều đó. Thừa Ân đã không khách sáo, ta cũng không khách sáo. Cùng với lời nói đó, tà nhân vô diện liền thi triển ngay bộ pháp bách bộ hư tướng. Thân ảnh của y nhoang nhoáng cực kỳ biến hóa vụt lướt đến bên Tống Thừa Ân. Thấy đối phương thi triển bộ pháp cực kỳ biến hóa và ảo diệu, Thừa Ân không khỏi bối rối, liền vội vàng phát động đoàn hồn phi chỉ để cản phá, những đạo chỉ đoạt hồn không thể trúng đích được. Ngược lại, tà nhân vô diện chỉ một lần phát tác đoàn hồn phi chỉ đã điểm được ngay vào nhuyễn huyệt cửa Tống Thừa Ân. Bố! Thể pháp của Thừa Ân nhùn ra, rồi ngã bệt xuống đất nằm duỗi dài. Từ bờ vai trái một dòng máu lan ra, tạo cảm giác âm ẩm cùng mùi tanh bốc lên ngùn ngụt. Tà nhân vô diện đứng giang chân chấp tay sau lưng. Tà nhân vô diện nhìn Thừa Ân. Hai người đối nhãn nhìn nhau. Thừa Ân miễn cưỡng nói. Tôn giá giữ lời đã nói với Thừa Ân chứ. Ta muốn là một kẻ quang minh chính đại. Vậy xin hãy chỉ giáo cho Tống Thừa Ân. Khi qua cảnh giới bên kia, ngươi có thể hỏi Dương Đình Tuyết Anh. Tuyết Anh sẽ nói cho ngươi biết về Dương Đình Mỹ Diện. Dương Đình Mỹ Diện. Tà nhân vô diện gật đầu. Thừa Ân là kẻ đa tình nhưng lại nặng tình. Điều đó khiến ngươi gián tiếp mang họa đến cho tân nương của mình. Kẻ đa tình thì nhất thiết không được nặng tình. Hai cánh môi của Thừa Ân mím chặt lại. Suy ngẫm một lúc Thừa Ân hỏi. Còn điều thứ hai. Chân diện thực của ta. Đúng. Bất cứ ai được nhận cái chết từ tà nhân vô diện thầy đều được chứng nghiệm chân diện của ta. Thừa Ân đang chờ đợi được thì chứng bộ mặt thật của tôn giá trước khi bước qua cảnh giới khác. Tà nhân vô diện cười nhếch mép khẽ gật đầu. Thừa Ân đáng được hưởng điều đó. Nói rồi tà nhân vô diện đưa tay lên mặt. Y chưa kịp vuốt tay xuống thì có những đốm lửa xé gió lao tới. Mười mũi tên lửa tợ như những bó đuốc ào ào chút xuống kết thành một vòng tròn quanh tà nhân va diện và Tống Thừa Ân. Cùng với sự xuất hiện của những chiếc hỏa tên là sự xuất hiện của ngàn kim tiêu, giác viên đại sư cùng năm vị thần tăng thiếu lâm. Tà nhân vô diện buông tay xuống, giữ nguyên nhận diện của Tống Thừa Ân. Y nhạt nhẽo nói. Thừa Ân, ngươi không quang minh chính đại. Tống Thừa Ân không phải là hạng người đó. Tà nhân vô diện hử nhạt một tiếng giói vung tà hữu quan mạnh xuống chân mình. Một làn khói bốc ra mù mịt. Cùng lúc kim tiêu cùng giác viên đại sư lướt đến bên Thừa Ân. Làn khói mờ mịt kia tan hẳn, thì không còn thấy tà nhân vô diện đâu nữa. Ngay cả chiếc cháp trầm hương đường ngọc ấn cũng biến mất cùng với tà nhân vô diện. Kim tiêu đỡ lấy Thừa Ân ngồi lên. Tống huynh không sao chứ? Thừa Ân buông tiếng thở dài. Thừa Ân không làm tròn lời hứa với ngàn kim tiêu. Kim tiêu nhướng mày. Huynh hứa gì? Thừa Ân không giữ được ngọc ấn. Giác viên đại sư chấp tay niệm Phật hiểu. A-di-đà Phật. Kim tiêu gượng cười rồi nói. Ngọc ấn quý giá nhất, nhưng đó cũng chỉ là một khối ngọc thôi. Một khối ngọc vô tri vô giác thì sao quý bằng mạng một con người. Tống đại ca không sao là được rồi. Thừa Ân cúi mặt nhìn xuống. Ta không biết tự lượng sức mình. Ta đến từ trường chỉ làm con thiêu thân mà thôi. Tống đại ca đừng tự trách mình, Tống đại ca làm rất nhiều việc mà huynh không biết. Kim tiêu mỉm cười. Tiếp nhận nụ cười mỉm của chàng, Thừa Ân càng thẹn thùng ngượng ngùng hơn. Thừa Ân miễn cưỡng nói. Tống Thừa Ân đã để ngọc ấn rơi vào tay tà nhân vô diện. Có sao đâu, Tống huynh đi câu cá, chỉ sợ cá chê mồi. Đằng này con cá đó quá tham ăn, ăn cả cục mồi lẫn cần câu. Có sao đâu, chỉ sợ con cá lớn kia ăn cả người câu cá. Kim tiêu vỗ vai Thừa Ân.
Huynh đúng là không có số sát cá, nhưng vừa rồi huynh nói tử trường, vậy đây là tử trường à? Thừa Ân gật đầu. Kim Tiêu liếc nhanh về phía hòn giả sơn ngũ hành, đôi chân mày chàng nhíu lại khi nghĩ đến dấu ấn thủ lão ngoan đồng nhi để lại trên vò rượu. Chương 35, Thủy Lưu Thạch Tự Kiến. Thủy Lưu Thạch Tự Kiến. Kim Tiêu chấp tay sau lưng rảo bước đi một vòng trong gian đại sảnh rồi dừng bước trước Giác Viên đại sư Thiên Hữu đạo trưởng và đồng thừa tự cùng đồng ký thưởng. Chàng liếc mắt nhìn qua Thừa Ân đang cúi đầu nhìn xuống mũi giày với bộ dạng thiểu não, trông thật tội nghiệp. Kim Tiêu trịnh trọng nói. Đồng nhị thúc, đồng huynh, đại sư, đạo trưởng, sau cuộc phó hội của Tống Đại Ca với tà nhân vô diện ở tử trường, mọi người phát hiện ra điều gì không? Mọi người nhìn Kim Tiêu, chẳng ai nói gì mà chỉ lắc đầu. Thừa Ân miễn cưỡng ngẩng mặt nhìn lên Kim Tiêu. Chàng vuốt cằm nhướng mày nhìn mọi người rồi nói. Mọi người không phát hiện được điều gì à? Đồng thừa tự nói. Đồng lão phu chẳng thể phát hiện được điều gì cả, ngoài trừ một điều duy nhất, người đã ở trong tay tà nhân vô diện rồi. Ngọc ấn mất vào tay tà nhân vô diện thì ở đây ai cũng biết cả rồi, không bàn đến chuyện ngọc ấn nữa, ngọc ấn này mất thì có ngọc ấn khác. Cả trung thổ chẳng lẽ không tìm được một khối ngọc để khắc thành ngọc ấn sao? Nếu không có ngọc thì dùng vàng, bạc, bằng như không có vàng bạc thì dùng đá khắc cũng được. Có gì mà quan trọng chứ? Thiên Hữu đạo trưởng đưa tay xoa đầu rồi vuốt râu lắc đầu. Nói như ngươi chắc ngọc ấn cũng chỉ đáng là khối ngọc, khối vàng, thậm chí là khối đá. Kim Tiêu gật đầu. Đúng rồi. Trong mắt ngươi hẳn không có cái gì là quý giá cả. Kim Tiêu gật đầu. Đúng rồi đó, loại trừ cái mạng là đáng quý thôi. Có ngọc ấn mà mất mạng thì đừng có ngọc ấn. Kim Tiêu ve cằm nhìn Thiên Hữu đạo trưởng. Tài đạo trưởng là người tu tiên, chỉ quanh quẩn trong Phong Thanh Sơn đạo quán, không thường thấy những đồ vật quý giá, chứ Kim Tiêu thấy hoài nên chẳng còn nhìn ra cái gì quý hay không quý nữa. Kim Tiêu thấy báu vật nào cũng giống báu vật nào. Chẳng có cái nào hơn cái nào, có hơn nhau thì cái đáng trăm lạng bạc, cái đáng ngàn lạng, có cái thì vạn lạng. Kim Tiêu chắc lưỡi. Chỉ hơn về Kim Tiêu thôi. Thiên Hữu đạo trưởng rũ ống tay áo đứng lên. Nói như vậy mà ngươi có thể nói được ngọc ấn là bổn mạng thiên tử, là giang sơn xã tắc trung thổ đó. Bây giờ mất thì thiên tử dùng khối ngọc khác, rồi tìm nghệ nhân khác lại ngọc ấn khác. Ngọc ấn là của tiên đế để lại. Kim Tiêu biết rồi. Ngươi mà còn coi thường ngọc ấn, tà nhân vô diện kia có thể dùng ngọc ấn làm những chuyện trái đạo trời. Y làm sao dùng lược ngọc ấn chứ? Ngọc ấn đã ở trong tay y, làm sao y không dùng? Thừa Ân lên tiếng. Lỗi của Thừa Ân đã không giữ được ngọc ấn, Thừa Ân chấp nhận chịu sự trừng phạt. Thừa Ân nói rồi đứng lên. Kim Tiêu khoát tay. Hầy! Tống đại ca không có lỗi gì đâu mà còn có công nữa. Thiên Hữu đạo trưởng cao mày, đồng thừa tự nhìn sang Kim Tiêu. Ngàn tiểu tử nói cho rõ, ngươi nói câu đó có ý gì? Kim Tiêu xua tay rồi chớp ra sau lưng. Kim Tiêu nói Tống đại ca có công tất phải có lý do để nói câu nói đó chứ. Thiên Hữu đạo trưởng gắt giọng nói. Lý do gì? Một khi thiên tử phát chiêu lịch thu hút ngọc ấn thì lấy ngọc ấn ở đâu mà trả lại cho thiên tử? Thiên triều có thiên binh vạn tướng, người võ lâm sẽ như thế nào đây? Thiên tử có đòi là đòi Kim Tiêu chứ đâu đòi đạo trưởng mà đạo trưởng sợ. Không có ngọc ấn trả cho thiên tử thì Kim Tiêu chịu tội. Không đến nỗi bắt đạo trưởng phải lo lắng cho Kim Tiêu. Hầy, Kim Tiêu tin thiên tử sẽ không đòi nên khi Kim Tiêu giải trình với người. Giác Viên đại sư niệm Phật hiểu. A Di Đà Phật. Thiên Hữu đạo trưởng hỏi. Ngàn Kim Tiêu giải trình thế nào với thiên tử đây? Có cái gì đâu mà giải trình với không giải trình. Chỉ cần Kim Tiêu nói với họ ăn thưởng. Dùng khối ngọc khác khắc ngọc ấn thứ hai rồi tìm chỗ nào đó trên ngọc ấn chạm một cái là xong, để phân biệt ngọc ấn mới với ngọc ấn cũ rồi tuyên cáo với thiên hạ. Chàng nhìn lại đồng ký thượng, già là cười rồi nói. Đồng huynh là người am tường bút pháp, để nói có đúng không? Ví dụ như chữ nhân, mình chạm đại một chấm dưới chữ nhàn thì thành chữ thái.
Kỹ Thường lắc đầu. Sợ Hoàng thượng không làm theo ý của đệ. Tùy cơ ứng biến mà có gì mà không làm chứ. Còn Kim Tiêu nói thừa ân huynh có công thì chắc chắn Tống đại ca có công rồi. Đồng thừa tự chen vào. Ngàn Kim Tiêu nói Tống thừa ân có công ư, vậy thừa ân có công gì? Kim Tiêu ôm quyền thủ lễ từ tốn nói. Kim Tiêu nói ra điều này rất mong mọi người đừng cho Kim Tiêu là kẻ mạo phạm nhé. Tất cả cùng gật đầu. Kim Tiêu tằng hắng lấy giọng rồi từ tốn nói. Cuộc phó hội của Tống thừa ân đại ca với tà nhân vô diện tài tử trường mọi người không phát hiện điều gì nhưng Kim Tiêu thì phát hiện được một điều vô cùng hệ trọng. Kim Tiêu ngưng lời. Thiên Hữu đạo trưởng vuốt râu nhìn chàng. Kim Tiêu nói thử coi. Ngươi phát hiện gì nào? Kim Tiêu nhìn mọi người, điểm nụ cười mỉm rồi nói. Tà nhân vô diện cũng chọc đầu. Tất cả há hốc miệng, riêng Giác Viễn đại sư thì chấp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật. Lời Phật hiệu của đại sư còn đọng trên cửa miệng thì tất cả đồng loạt phá lên cười. Giác Viễn đại sư niệm tiếp một lời Phật hiệu nữa để nén tiếng cười vào trong. Thiên Hữu đạo trưởng dáng lắm mới nén được và cắt ngang tràn tiếu ngạo để hỏi Ngàn Kim Tiêu. Tà nhân vô diện chọc đầu thì có ý nghĩa gì? Kể từ hôm nay tà nhân vô diện có thể dì dung thành mọi người. Bởi trong đồng phủ ai cũng chọc đầu tất. Kim Tiêu nhìn Giác Viễn đại sư. Vãn bối không có ý nói đại sư. Thiên Hữu đạo trưởng cướp lời Kim Tiêu. Bần đạo hỏi ngươi, tà nhân vô diện chụp đầu thì có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa lắm chứ nếu như không có cuộc hội diện của Tống đại ca với tà nhân vô diện thì chúng ta đâu có biết lúc này tà nhân vô diện cũng chọc đầu. Y bây giờ là kẻ không có tóc, nói nôm na là kẻ chọc đầu, điều đó chứng tỏ một điều rằng cái ngày Kim Tiêu cạo đầu mọi người trong dịch quán đồng phủ, tà nhân vô diện cũng có mặt. Giác Viễn đại sư chấp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật. Thiên Hữu đạo trưởng đứng lên, lão vuốt râu rồi nói. Hôm đó, trong dịch quán có trên 100 người, Ngàn Kim Tiêu đều cào chọc đầu cả. Chẳng lẽ bây giờ bắt 100 người đó ra ư, hay tìm gã tà nhân trong 100 người đó? Việc làm này của ngươi e như mò kim đáy biển. Kim Tiêu mỉm cười. Không như đạo trưởng nghĩ đâu, ít ra thì Ngàn Kim Tiêu cũng đã cào chọc được cái đầu của tà nhân vô diện. Tóc để che đầu, bây giờ cào chọc rồi không sớm thì chắc y cũng lòi cái đầu. Giác Viễn đại sư nhăn mặt niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật. Kim Tiêu nhìn lại Giác Viễn đại sư, ôm quyền thủ lễ. Đại sư, vãn bối không có ý mạo phạm người. A-di-đà Phật, bần tăng không có ý gì cả. Kim Tiêu vuốt cằm từ tốn nói. Sớm muộn gì tà nhân vô diện cũng lòi chân diện của mình à, Kim Tiêu có ý này, muốn thỉnh cầu đồng đại ca và đồng nhị thúc. Đồng thừa tự nhìn Kim Tiêu. Người có ý gì? Kim Tiêu lưỡng lự rồi miễn cưỡng nói. Nếu Kim Tiêu có lỡ lời rất mong đồng nhị thúc, đồng đại ca, Giác Viễn đại sư và đạo trưởng lẫn Tống thừa ân huynh miễn thứ cho. Đồng thừa tự nghiêm giọng nói. Lão đồng không trách ngươi đâu. Có ý nghĩ thì cứ nói, chỉ cần tìm ra chân diện thực của gã tà nhân vô diện kia nhất định lão đồng này sẽ trọng thưởng cho Ngàn Kim Tiêu. Kim Tiêu vuốt cằm, chàng suy nghĩ một lúc rồi nói. Ý của Kim Tiêu thế này. Kim Tiêu lại bỏ lửng câu nói giữa chừng rồi rít một luồng chân khí căng phồng lòng ngực trình trọng nói. Đồng nhị thúc và đồng đại ca cho mời tất cả mọi người đã bị cào chọc đầu trong ngày hôm đó đến dịch quán. Thiên Hữu đạo trưởng chợt nhíu mày buông giọng. Người tính tìm bộ mặt thật của tà nhân vô diện trong từng ấy người à? Kim Tiêu khoát tay. Kim Tiêu sẽ không làm như vậy. Vậy ngươi làm gì? Kim Tiêu ôm quyền. Theo ý của Kim Tiêu, phải nhờ đến đồng đại ca. Bút pháp của đại ca như rồng bay phượng múa. Nên khi mọi người đã tề tựu ở dịch quán rồi đồng huynh sẽ dùng thuật kim châm, xâm lên trán từng người tục danh lẫn ngoại danh. Cho dù thuật dì dung của tà nhân vô diện cao siêu thế nào cũng đành bó tay không hóa trang thành người đã xâm tục danh lên trán mình. Tất cả đồng loạt đứng bật lên. Giác Viễn đại sư chấp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật. Thiên Hữu đại trưởng rít giọng nói. Ngàn Kim Tiêu.
Ngươi còn cái trò gì nữa không? Kỹ Thường buông tiếng thở dài, lắc đầu. Ngàn đệ, huynh không thể im lặng được nữa rồi. Lần trước ngàn đệ cào chọc đầu mọi người, biến họ thành hòa thượng hay những tên hề. Chuyện đó đã lan truyền ra ngoài võ lâm. Mọi người nghe nhắc đến đều phì cười. Đồng huynh cũng không dám trường mặt ra bên ngoài đi tìm ý thơ. Nên lại tự xâm tục danh lên trán mình. Còn ra thể thống gì nữa chứ? Kỳ Thường lắc đầu, miễn cưỡng nói. Chuyện gì huynh cũng có thể làm theo ý của ngàn kim tiêu, nhưng chuyện này ta không thể chịu theo ý của đệ được. Tự dưng tất cả mọi người của đồng gia lại xâm tục danh lên trán mình, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Không chừng người ta lại nói đồng phủ là lũ hề hay một bọn cuồng tâm loạn trí. Thừa Ân từ từ đứng lên. Ngàn kim tiêu, Tống Thừa Ân chấp nhân. Ngươi xâm bất cứ chữ gì lên trán Thừa Ân, ta cũng đều đồng ý không một chút phiền lòng hay oán trách kim tiêu. Kim tiêu chắc lưỡi. Một mình Tống đại ca xâm thì có ích gì. Tống huynh lúc này bấn loạn thần trí rồi. Thôi được, bỏ qua chuyện này, kẻo mọi người lại bắt kim tiêu tự cạo đầu mình rồi xâm tục danh lên trán. Kỹ Thường mỉm cười. Huynh cũng đang có ý đó. Kim tiêu cạo chọc đầu mọi người rồi còn muốn xâm tục danh mọi người đến trán, trong khi lại chưa cạo và xâm đầu mình, nhưng như thế là bất công đó. Kim tiêu đã bỏ qua kế sách đó rồi mà. Kỹ Thường cười mỉm kim tiêu. Đệ gian trá, lém lỉnh lắm. Kim tiêu chỉ muốn làm tất cả ngõ hầu đưa bộ mặt của tà nhân vô diện ra trước mắt mọi người. Thiền Hữu đạo trưởng hừ nhạt một tiếng rồi nói. Ngươi chưa làm được điều đó thì mọi người đã biến thành một lũ hề chẳng ra gì cả bởi những cái trò của ngươi. Hừ nhạt mặt tiếng nữa, Thiên Hữu đạo trưởng ngồi xuống ghế. Kim tiêu chấp tay sau lưng đi một vòng rồi quay lại trước mặt mọi người. Kim tiêu nghĩ thế này. Chúng ta đã đi được một bước đài là đã cào chọc đầu tà nhân vô diện. Giờ đi bước thứ hai, kim tiêu cần phải có thời gian để suy nghĩ. Chàng nhìn lại đồng Kỹ Thường. Đồng huynh, đệ có ý này. Đệ có ý gì? Kim tiêu biết trên dĩ hồ có một gian thủy xá vừa yên tĩnh vừa cách biệt với mọi người. Đồng huynh có thể dành nơi này riêng cho kim tiêu, để kim tiêu có thời gian suy nghĩ tìm phương cách đối phó với tà nhân vô diện được hay không? Kỹ Thường gật đầu. Huynh không từ chối đệ, nếu như kim tiêu cần biệt lầu của ta. Ta cũng hoan hỉ nhường cho kim tiêu. Đa tạ đồng huynh. Đừng khách sáo như vậy. Chuyện xảy ra tại đồng gia, đệ vì đồng gia mà hao tâm tinh lực. Một gian thủy xá có đáng gì chứ, đệ cần bất cứ gì ta cũng chu toàn cho đệ. Kim tiêu mỉm cười. Tống Thừa Ân nói. Kim tiêu, Tống Thừa Ân sẽ ở bên cạnh kim tiêu. Kim tiêu khoát tay. Không cần Tống huynh đâu. Huynh lúc này cần tĩnh dưỡng để mau phục hồi công lực. Với lại kim tiêu ra ngoài thủy xá giữa dĩ hồ, chung quanh đều có người bao bọc bảo vệ. Tà nhân vô diện không tìm đến đâu. Với lại y cũng đã có ngọc ấn rồi. Đâu cần tìm đến kim tiêu làm gì nữa. Kim tiêu chỉ sợ một người tìm đến thôi. Thiên Hữu đạo trưởng hỏi. Ai? Kim tiêu nhăn mặt. Đây là chuyện riêng thầm kín của kim tiêu mà. Chân diện Thiên Hữu đạo trưởng xa sầm xuống. Bần đạo tò mò không được sao? Kỳ Thường chen vào. Huynh biết đệ sợ ai tìm đến rồi? Phải đồng Ngọc Lan không? Huynh đúng là chi kỷ của ngàn kim tiêu. Đệ chỉ sợ Ngọc Lan tìm đến thôi. Kim tiêu và Ngọc Lan vốn khắc khẩu. Ngọc Lan tìm đến kim tiêu sẽ không còn thời gian để suy nghĩ. Ngọc Lan lo lắng cho đệ mà. Kim tiêu biết như vậy rồi, nhưng lúc này tạm thời quên sự lo lắng của Ngọc Lan đi. Đạt ma sư tổ trước đây sau 49 ngày diện bích cũng có những tuyệt công bất hủ, hôm nay ngàn kim tiêu chỉ cần 49 khắc trên thủy xá mà có thể tìm ra cách đối phó với tà nhân vô diện mà. Đồng Thừa Tử chen vào. Người có ngoa ngôn không? Kim tiêu không ngoa ngôn đâu, chuyện người ta không làm được. Kim tiêu làm được mới là đệ nhất công tử. Bằng như 49 khắc không tìm ra phương cách gì thì chờ thêm 49 khắc nữa, quá hạn canh giờ không có phương cách thì chờ tiếp. Chờ đến khi nào gã tà nhân vô diện kia trúng phong hàn lăn đùng ra mà chết, xem như kim tiêu cũng hoàn thành được ý nguyện của mình.
Giác Viên Đại Sư lại niệm Phật hiểu. A Di Đà Phật. Đồng Thừa Tự nói. Nghe ngươi nói lúc đầu nghe được, lúc sau thì chẳng nghe lọt lỗ tai chữ nào. Ngươi nói úp úp mở mở chẳng hiểu gì cả. Nói huỵch quẹt như thế rồi Đồng Nhị Thúc còn không hiểu. Kim Tiêu bước đến cầm lấy tịnh rượu. Mọi người cứ chờ ngàn Kim Tiêu đấy nhé. Kim Tiêu nói rồi đi thẳng một mạch ra cửa đại sảnh. Giác Viên Đại Sư buông tiếng thở dài chấp tay niệm Phật hiểu. A Di Đà Phật. Thiên Hữu đạo trưởng đứng lên rũ hai ống tay áo đạo bào. Bần đạo tức chết đi được. Trong tình cảnh trắng không da trắng, đen không da đen, cái gã tiêu tử ngàn Kim Tiêu kia cứ như đang bỡn cợt chúng ta vậy, y như muốn biến giới võ lâm chính đạo thành một bụi hè không hơn không kém. Đồng Thừa Tự vuốt chồm râu quai nón. Hồng biết y còn giở trò ma mãnh gì đây. Ngàn Kim Tiêu chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, không có danh phận gì cả mà cứ như là võ lâm minh chủ quay chúng ta theo ý của gã vậy. A Di Đà Phật, bần tăng không cùng ý nghĩ như nhị vị. Giác Viên Đại Sư vừa nới vừa đứng lên, chống thiên trường đi về phía cửa. Kỹ thường nhìn lại Thừa Ân. Tống Bằng Hữu, chúng ta cần phải làm cái gì chứ? Thừa Ân lắc đầu buông tiếng thở ra. Lúc này Thừa Ân không biết phải làm gì. Thừa Ân nói rồi đứng lên thả bước về phía cửa đạo sảnh. Mỗi bước chân của Thừa Ân có vẻ nặng nề, và mặt cúi gầm xuống như sợ ngẩng lên sẽ bắt gặp điều mà y không muốn gặp. Sao 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 sao? Kim Tiêu ngồi chống tay nghĩ thầm. Cuộc đời của con người diễn ra chẳng khác nào một giấc mộng diệu kỳ, không hoàn toàn là ác mộng, nhưng có lẽ cũng gần gần như thế. Ý niệm đó đọng lại trong chàng một cảm giác nao nao khó tả. Bưng chén rượu uống cạn, Kim Tiêu bẻ lấy một quả chuối cho vào miệng nhai ngồm ngoàm. Chàng quăng vỏ chuối xuống sàn thủy xá, trên sàn thủy xá không chỉ có một vỏ chuối, mà phải nói là rất nhiều. Nhìn cảnh tượng hỗn tạp nhếch nhác trên sàn thủy xá đủ biết Kim Tiêu là người chẳng có tính ngăn nắp, nếu không muốn nói là kẻ nhếch nhác thích làm theo ý của mình. Kim Tiêu nhìn ra cửa thủy xá. Tôn giá đã đến rồi. Vào đi. Vừa thốt ra câu nói đó, ngàn Kim Tiêu vừa liếc mắt nhìn qua chung rượu đầy vun. Nó vừa mới tràn ra ngoài một lớp rượu rất ít, phải tinh mắt lắm mới thấy được. Từ ngoài cửa thủy xá bước vào một người vần gấm y, đầu chít khăn. Y có khuôn mặt trầm tư suy tưởng, với những nếp nhăn trên trán hằn sâu nét mệt mỏi với thời gian. Ngước với khuôn mặt trầm tư suy tưởng đó, phong thái của y rất ung dung tự tại, hai tay chấp sau lưng vẻ trưởng thượng. Vừa bước vào người đó vừa nói. Ngàn Kim Tiêu biết ta đến à? Kim Tiêu đang chờ tôn giá. Đôi chân mày của người đó nheo lại. Sao ngươi biết ta đến? Không biết tôn giá sẽ mò đến Kim Tiêu chờ làm gì? Kim Tiêu đứng lên trong khi người nó liếc nhanh qua những vỏ chuối bừa bộn dưới sàn thủy xá. Kim Tiêu mỉm cười già là nói. Nơi ở của ngàn Kim Tiêu chẳng có chỗ nào ngăn nắp cả, tôn giá miễn thứ cho. Ta không quan tâm đến chuyện ngươi ở như thế nào. Tôn giá chỉ quan tâm đến Ngọc Ấn mà thôi. Đúng. Sao tôn giá không khoát bộ mặt của Tống Thừa Ân đại ca đến thủy xá của Kim Tiêu mà lại dùng bộ mặt lạ quá như vậy? Bộ mặt tôn giá đang khoát lên chân diện mình hay của ai vậy? Vương Tử Khan. Kim Tiêu cứ ngỡ tôn giá là Vương Tử Khan chứ. Vẻ bình thản đối đáp của Kim Tiêu khiến tà nhân vô diện phải nhíu mà nhìn chàng. Y lưỡng lự một lúc rồi nói. Trong đầu Kim Tiêu hẳn đang có một dự tính gì phải không? Kim Tiêu tất phải có dự tính lâu rồi. Ta nghĩ ngươi hẳn có một mưu ma trước quỷ gì đó định đối phó với ta nên mới giữ vẻ thản nhiên như vậy. Kim Tiêu vuốt cằm. Tại sao tôn giá nghĩ như vậy? Thái độ của ngươi rất ung dung tự tại nếu không nói là tự tin. Tinh nhãn của tôn giá đúng là khó qua được. Kim Tiêu đúng là có dự tính nên mới thỉnh nhờ đồng đại ca cho mượn gian thủy xá trên dĩ hồ này để tái kiến với tôn giá. Chúng ta nói chuyện ở đây dễ dàng hơn và không bị ai quấy nhiễu. Tà nhân vô diện bước đến bên bàn, đứng đối diện với Kim Tiêu. Sao ngươi biết ta sẽ đến đây?
nếu tôn giá không đến xem ra cái đầu của ngàn kim tiêu không còn minh mẫn rồi. Người biết ra sẽ đến chứ? Kim tiêu gật đầu. Tôn giá buộc phải đến bởi vì ngọc ấn mà tôn giá lấy đi từ tay Tống Thừa Ân đại ca không phải là ngọc ấn thật. Nếu đó là ngọc ấn thật thì tôn giá không cần phải đến thủy xá này. Tà nhân vô diện cười nhếch mép. Trước đây đúng là ta có ý xem thường ngàn kim tiêu. Ta nghĩ ngươi cũng chỉ là một gã tiểu tử với biệt tài trộm đạo, chẳng có bản lĩnh gì. Nhưng bây giờ thì ta phải nghĩ khác. Kim tiêu hỏi tiếp. Nghĩ khác là nghĩ như thế nào? Ngươi không là kẻ tầm thường. Kim tiêu chỉ là một kẻ trộm đạo ở Dương Châu, chẳng có danh dự gì. Chẳng có quyền lực gì. Đó là trước đây nhưng bây giờ thì khác. Hình như tất cả những gì ta dự tính ngươi đều đoán ra cả. Kim tiêu mỉm cười ngồi xuống. Tà nhân vô diện cũng ngồi xuống theo chàng. Nhìn tà nhân vô diện, ngàn kim tiêu nói tiếp. Kim tiêu gọi tôn giá là vương tiên sinh nhé. Ngươi không muốn biết chân diện gì dung thật của ta và tục danh của ta sao? Biết để làm gì? Kim tiêu bưng vò rượu chuốc ra chén. Vừa chuốc rượu chàng vừa nói. Tôn giá đang khoác chân diện của vương tử khan. Thì cứ gọi tôn giá là vương tiên sinh, cần gì phải suy nghĩ cho mệt óc, người ta chỉ đi tìm những cái mơ hồ không đâu, còn không nhận thức được cái thực ngay trước mắt mình. Tà nhân vô diện khẽ gật đầu. Hay lắm, ta không muốn ai biết nhân diện của mình. Kim tiêu cũng chẳng cần muốn biết, nếu tôn giá có ý cho kim tiêu thấy chân diện gì dung của tôn giá. Kim tiêu cùng xin được từ chối. Ai cũng muốn biết sao ngươi lại từ chối. Những kẻ muốn chứng nghiệm chân diện dị dung của tà nhân vô diện là những kẻ liều mạng không biết lượng sức mình. Kim tiêu lại không muốn chết bất đắc kỳ tử như họ. Ngươi biết điều đó à? Biết sao ngươi lại trao ngọc ấn cho Tống Thừa Ân? Để huynh ấy tự biết nhìn lại bản thân mình. Bây giờ thì tôn giá chẳng bao giờ khoát bộ mặt cả Tống huynh. Bởi theo cách nào đó thì Tống huynh đã chết rồi. Huynh ấy đã mất đi cái phong độ của một tiêu diêu khách sau khi hội kiến với tôn giá. Kim tiêu đẩy chén rượu về phía tà nhân vô diện. Mời tôn giá, rượu không có độc đâu cũng chẳng có mê dược. Những tưởng những thứ đó không thể xâm nhập vào ta. Vậy sao tôn giá vẫn bị cào chọc đầu? Ta không có sự lựa chọn trong hoàn cảnh đó. Vừa nói mà mặt tà nhân vô diện xa sầm lại. Kim tiêu nhìn bộ mặt tà nhân vô diện mỉm cười. Tà nhân vô diện lừa mắt nhìn chàng. Đừng cho ta thấy nụ cười trên miệng ngươi. Nếu kim tiêu vẫn cười thì sao nào? Ta sẽ giết ngươi. Kim tiêu lắc đầu. Vương tiên sinh đừng nóng nảy như thế. Sớm muộn gì ngàn kim tiêu cũng chết mà. Chàng nói rồi bưng chén rượu uống cạn. Tà nhân vô diện nhìn chàng, hai tay đặt lên bàn. Những ngón tay của y nhẹ nhẹ nhịp xuống bàn, y nhìn kim tiêu như muốn nuốt chửng chàng vào hai con ngươi. Kim tiêu đặt chén xuống bàn nhìn tà nhân vô diện. Vương tiên sinh chê rượu của kim tiêu à? Thú thật với tiên sinh nhé, rượu này là trung nguyên nhất tửu, ngoài giang hồ không có đâu chỉ có trong đồng phủ thôi, hay tiên sinh sợ rượu có độc mặc dù nói không sợ độc. Tà nhân vô diện cười khẩy rồi bưng chén rượu xuống uống cạn. Kim tiêu bẻ lấy một quả chuối đưa cho tà nhân vô diện. Tiên sinh dùng tạm nhé. Tà nhân vô diện nhíu mày. Cao lương mỹ vị trong đồng phủ không thiếu sao ngươi lại dùng chuối mà uống rượu. Ai cũng có sở thích. Sở thích của kim tiêu là ăn chuối. Bởi khi còn là một kẻ khố rách áo ôm, lăng bạt khắp nơi thành Dương Châu, ngàn kim tiêu chưa một lần có được một bữa ăn no, nên phải dùng chuối qua bữa. Ăn mãi đâm ra quen. Không chỉ quen mà còn trở thành thói quen nữa. Nếu như kim tiêu không trở thành đạo soái Dương Châu, không chừng đã biến thành hầu vương rồi. Chàng thốt ra câu nói đó rất rừng rưng, và không một chút tự ti. Tà nhân vô diện bật cười thành tiếng. Y giả là nói. Sao ngươi lại không biến thành hầu vương nhỉ? Thất lễ. Tà nhân vô diện cau mày. Trong truyền thuyết có câu chuyện con người khởi sinh từ loài vượn, biến thành vượn chẳng khác nào tự hóa trang thành ông tổ của mình. Không thất lễ sao được, tôn giá có biến hình ai cũng được nhưng đừng biến thành vượn đó.
sắc diện tà nhân vô diện đỏ bừng. Y dừng chỉ toan điểm tới Kim Tiêu. Thấy tà nhân vô diện trực phát tác chỉ khí nhưng Kim Tiêu vẫn rất dửng dưng không chút phản ứng hay lo lắng gì. Tà nhân vô diện từ từ hạ tay xuống. Y gượng cười rồi nói. Miệng lưỡi của ngươi gian xảo quá. Khi nào tôn giá không còn giận dữ nữa, thì chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Còn như tiên sinh hở một chút là giận, Kim Tiêu buộc phải mời tiên sinh ra khỏi thủy xá này. Ngày mai chúng ta gặp lại. Ngươi dám đuổi ta à? Không nói chuyện được thì giữ khách làm gì? Gian thủy xá này mặc dù của đồng gia nhưng đồng huynh đã giao cho Kim Tiêu. Tạm thời Kim Tiêu là chủ nhân ở đây, tất phải có quyền lưu khách hay đuổi khách chứ. Tà nhân vô diện khẽ gật đầu rồi phá lên cười. Kim Tiêu thản nhiên nhìn tà nhân vô diện và cũng không màn đến chàng tiếu ngạo của y. Cắt ngay chàng tiếu ngạo, tà nhân vô diện nói. Kim Tiêu không sợ, khi ta giận dữ, ta có thể giết ngươi à? Kim Tiêu khoát tay. Đồ khùng. Tà nhân vô diện tròn mắt nhìn chàng. Ngươi! Kim Tiêu nhướng mày không phút sợ hãi. Chàng ôn nhu nói. Kim Tiêu mạo muội chửi tôn giá khùng bởi có lý do của nó. Không ai chửi người đối diện mà không có lý do cả. Tà nhân vô diện buông tiếng thở dài. Kim Tiêu chỉ chén rượu. Vương tiên sinh uống chén rượu của ngàn Kim Tiêu đi. Uống rồi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Sau đó Kim Tiêu sẽ nói cho tôn giá biết tôn giá khùng chỗ nào. Tà nhân va diện chăm chăm nhìn vào mắt chàng rồi miễn cưỡng bưng lấy chén rượu dốc lên miệng uống cạn. Y đặt chén rượu uống bàn, chén rượu từ từ đỏ rực lên như hòn than hồng, rồi lún sâu xuống mặt bàn tỏa ra làn khói khét lẹt. Y rút tay lại. Kim Tiêu nhìn chén rượu đã biến thành cục than cháy đen rồi nhìn lại tà nhân vô diện. Vương tiên sinh hạ hỏa rồi à? Tà nhân vô diện khẽ gật đầu. Kim Tiêu mỉm cười. Đã hạ hỏa rồi, tiên sinh nhé, khi rời khỏi đây phải để chén rượu cho Kim Tiêu đó. Mặc dù chén rượu này rất bình thường, nhưng nó không phải là vật sở hữu của ngàn Kim Tiêu, mà là của đồng gia. Xài đồ của người ta thì được, nhưng hủy hoại của người ta thì không tốt đâu. Ta có thừa ngân lượng mua cả núi chén đền cho đồng phủ. Kim Tiêu chỉ nhắc tôn giá thôi. Người ta có nhiều ngân lượng nhưng chỉ sợ hay quên. Ngươi dừng khích bác ta nữa, có được không? Kim Tiêu mỉm cười, bưng cả vò rượu tu một hơi dài rồi từ tốn nói. Mục đích của tôn giá là ngọc ấn. Có được ngọc ấn, tôn giá mới có thể thực hành nốt những gì mình ôm ấp trong tâm tưởng mình, không có ngọc ấn tôn giá mới chỉ đi được có nửa đoạn đường. Mục đích đặt ra mà chỉ đi được có một nửa thì chẳng ai muốn. Chẳng khác nào người đang đói mà chỉ được ăn có nửa bữa, thà không ăn thì hơn. Kim Tiêu rốc vò rượu tu tiếp một hơi dài nữa rồi nói tiếp. Vương tiên sinh đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu tâm huyết, chẳng lẽ chỉ để có được cái danh tà nhân vô diện. Cái danh đó thì chẳng có ma nào thích chứ đừng nói là con người. Chàng đặt hai tay lên bàn nhìn tà nhân vô diện rồi thuần tay bẻ lấy một quả chuối thản nhiên lột ra, trong khi tà nhân vô diện thì chăm chăm nhìn ngàn Kim Tiêu. Kim Tiêu lột quả chuối không vội ăn mà nói tiếp. Tôn giá giết Kim Tiêu thì xem như mãi mãi không bao giờ đặt tay đến ngọc ấn. Không có ngọc ấn xem như tôn giá chỉ đi được nửa con đường. Đi được nửa con đường, hàng đêm tôn giá sẽ nghĩ đến ngọc ấn mà không sao ngủ được. Đâm ra sẽ nảy sinh tâm linh. Phàm người có tâm linh không thọ được đâu. Tiên sinh sẽ chết trong tâm linh đó. Kim Tiêu chắc lưỡi, buông tiếng thở dài. Tội nghiệp cho tiên sinh. Tà nhân vô diện gằn giọng. Ta có thể dùng cực hình buộc ngươi phải trao ngọc ấn. Lời vừa dứt trên cửa miệng tà nhân vô diện thì Kim Tiêu buông một câu cộc lốc. Đồ ngu. Tà nhân vô diện mở to mắt hết cỡ nhìn chàng. Ngươi! Kim Tiêu dốc vò rượu tu một hơi dài rồi đặt vò rượu xuống bàn. Tại sao tiên sinh lại có thể nghĩ như vậy được chứ? Câu nói của tiên sinh vừa rồi khiến cho Kim Tiêu quá ư thất vọng về tiên sinh nên mới mạo phạm buông ra câu nói đó. Nếu như Kim Tiêu sợ cực hình của tiên sinh thì đã trốn chui, trốn nhủi ở đâu đó mà chờ đến thời khắc quy tiên của mình.
Còn đằng này kim tiêu tròn thủy xá này để chờ tiên sinh thì đâu còn sợ cái gì nữa. Kim tiêu đưa quả chuối vào miệng ăn ngon lành. Chàng ăn xong quả chuối quẳng vỏ chuối xuống sàn thủy xá rồi chồm đến trước. Tiên sinh muốn kim tiêu chết không? Chân diện tà nhân vô diện chạy xe xuống. Kim tiêu từ từ ngồi trở lại. Kim tiêu nghĩ tiên sinh chưa có được ngọc ấn thì chưa muốn gá vô danh tiểu tốt này chết đâu. Tà nhân võ diện nhìn thẳng vào mắt kim tiêu. Người hẳn cũng có mục đích khi chờ ta ở đây. Không phủ nhận. Chàng nhìn tà nhân vô diện giả là cười. Tiếp nhận nụ cười của chàng, tà nhân vô diện càng biểu thị thái độ bất nhẫn và cau có. Y miễn cưỡng nói. Mục đích của ngươi là gì? Kim tiêu chỏi tay từ từ đứng lên. Mộng di hoa ở đâu? Khi vương tử Khan đến từ trường, chuyện gì đã xảy ra với vương tử Khan? Đôi chân mày tà nhân vô diện nhíu lại. Ngươi quan tâm đến mộng di hoa. Kim tiêu quan tâm đến mộng di hoa. Ngươi yêu mộng di hoa. Tiên sinh nghĩ sao cũng được. Muốn nói kim tiêu yêu cũng được, không yêu cũng được, nhưng có một điều chắc chắn là tiên sinh biết mộng di hoa là độc nhân, và nàng đã đầu độc kim tiêu. Tà nhân vô diện cười khẩy rồi nói. Nàng đã đầu độc ngươi bằng một thủ thuật mà bất cứ một gã nam nhân nào cũng tơ tưởng đến. Không tơ tưởng cũng ước ao được một lần bị nàng đầu độc giống như ngàn kim tiêu. Mặt kim tiêu đỏ bừng, câu nói của tà nhân vô diện đủ cho chàng nghiệm ra những gì giữa chàng và di hoa, tà nhân vô diện đều biết. Kim tiêu dốc vỏ rượu tu một hơi dài rồi đặt xuống bàn, nhìn tà nhân vô diện, kim tiêu giả là cười. Tiên sinh dình kim tiêu và di hoa không biết thẹn à. Đôi chân mày của tà nhân võ diện nhíu lại. Kim tiêu giả là nói tiếp. Lúc tiên sinh dình có cảm giác gì không? Im đi. Kim tiêu chỉ muốn hỏi cảm xúc của tiên sinh có gì mà tiên sinh phải giận chứ. Kim tiêu ngồi xuống, đặt hai tay lên bàn. Chàng nhìn vào mắt tà nhân vô diện. Bỏ qua chuyện đó, kim tiêu muốn biết di hoa đang ở đâu. Tà nhân vô diện ve cằm nhìn chàng. Hai người đối nhãn nhìn nhau cứ như họ muốn dùng ánh mắt để thăm dò ý niệm trong đầu người kia, hoặc cả hai đang dùng nhãn quang để ra một đòn cân nào, buộc kẻ đối diện phải khuất phục mình. Tà nhân vô diện ôn nhu nói. Kim tiêu muốn tìm di hoa để hy vọng nàng giải độc trong nội thể kim tiêu à. Kim tiêu nhướng mày, gật đầu ngay. Không sai một chút nào. Ngàn kim tiêu không muốn chết yểu. Chết một cách không minh bạch như vậy. Khó đầu thai lắm. Tà nhân vô diện mỉm cười nói tiếp. Kim tiêu nghĩ mộng di hoa có thể giải được cho ngươi được sao? Nàng là độc nhân, độc khí trong người kim tiêu là do nàng tạo ra tất nàng có thể giải được độc. Tà nhân vô diện cười khẩy rồi nói. Ngàn kim tiêu rất thông minh nhưng lại quá ngây thơ. Di hoa là độc nhân, bản thân di hoa cũng rất muốn trở thành một người bình thường như bao người bình thường khác. Nhưng chuyện đó chỉ là ảo tưởng. Nàng không tự giải độc được cho mình thì làm sao giải độc được cho kim tiêu? Kim tiêu nheo mày. Vậy di hoa đang ở đâu? Tiên sinh nhất định phải biết nàng đang ở đâu. Sao ta phải biết di hoa đang ở đâu? Bởi vì di hoa là người của tiên sinh. Tiên sinh đừng nghĩ kim tiêu là kẻ mơ hồ không biết gì nhé. Tiên sinh lần trước không giết kim tiêu mà chỉ thẩm chứng kim tiêu là ai, tất tiên sinh đã hoài nghi kim tiêu là đạo soái Dương Châu. Tiên sinh cần đạo soái Dương Châu để lấy ngọc ấn trong điện Thái Hòa. Không sai. Khi tiên sinh gặp Tống Thừa Ân huynh, tiên sinh cũng không giết Tống Thừa Ân, bởi tiên sinh còn nghĩ Thừa Ân huynh có thể lợi dụng được để đoạt ngọc ấn từ tay kim tiêu. Đúng. Thứ ba tiên sinh cho mộng di hoa đi cùng với kim tiêu, rồi tương kế tửu kế để di hoa đầu độc kim tiêu. Làm như vậy tiên sinh có hai mục đích. Mục đích gì? Buộc kim tiêu phải nhanh tay đến Thái Hòa Điện lấy ngọc ấn. Thứ hai khi ngọc ấn đã có trong tay kim tiêu tiên sinh sẽ nhờ đến Thừa Ân huynh, khi đã có ngọc ấn rồi, ngàn kim tiêu sẽ chết. Cho dù ngàn kim tiêu có, bách bộ hư tướng, đào thoát được cũng chết. Bằng như không thể dùng bách bộ hư tướng thì cũng chết bởi tay tiên sinh. Kim tiêu ôm quyền. Khâm phục, bội phục.
Còn vì sao Kim Tiêu biết tiên sinh sẽ đến gặp Kim Tiêu, bởi tiên sinh sớm nhận biết ngọc ấn trong tay mình là ngọc ấn giả. Làm gì tiên sinh không biết điều đó, Di Hoa đã từng là động nhân tất biết ngọc ấn kia mà. Chỉ có những người kia là không biết thôi, tiên sinh thì phân biệt được. Do đó ngươi mới chờ ta ở đây. Đúng. Kim Tiêu mỉm cười. Tiên sinh tính một, nhưng Kim Tiêu vẫn đi trước tiên sinh một bước. Lúc này cả giới võ lâm đều biết tà nhân vô diện đang giữ ngọc ấn. Tiên sinh dù có đeo thiên diện che giấu hành tung mình thì người ta vẫn treo án ngọc ấn trên đầu tiên sinh. Tà nhân vô diện gằn giọng. Ngươi gian trá lắm, vậy ngươi gặp ta ở đây với mục đích gì? Đã nói rồi, Kim Tiêu không muốn chết bất đắc kỳ tử. Nếu Kim Tiêu chết tiên sinh là người thiệt thòi nhất, có tiếng mà chẳng có miếng, rơi vào tình cảnh đó chẳng thú vị gì đâu. Tà nhân vô diện đứng lên. Di Hoa thì không thể giải độc được cho ngươi, nhưng ngươi vẫn còn một cơ hội để cứu mình. Kim Tiêu đứng lên. Từ lúc tiên sinh đến, Kim Tiêu chỉ chờ nghe câu nói này. Ngươi cũng sẽ được thỏa mãn những thắc mắc của ngươi về Vương Tử Khan, nhưng... Trao ngọc ấn cho tiên sinh. Đúng. Kim Tiêu trầm ngâm. Khi nào Kim Tiêu nhận được cơ hội mà tiên sinh nói, Kim Tiêu nhất định sẽ trao ngọc ấn cho tiên sinh. Ta tin ngươi được chứ? Lúc này không phải là tin hay không tin, mà cả Kim Tiêu lẫn tiên sinh không còn sự lựa chọn nào. Tiên sinh đã dồn Kim Tiêu đến bước đường cùng, Kim Tiêu phải tìm sinh lộ cho mình. Chàng mỉm cười. Ngươi quá gian trá. Còn gian trá hơn tiên sinh nghĩ. Kim Tiêu dù sao cũng là kê du thử du thực từ hồi tóc đề chỏm, dùng chuối nuôi thân cũng học được khá nhiều điều hay ở con người. Có điều Kim Tiêu dùng sự gian trá đó để đối phó lại sự gian trá. Thế mới có câu vỏ quýt dày tất có móng tay nhọn. Chàng chống tay lên bàn. Tiên sinh có biết vì sao Kim Tiêu quăng vỏ chuối khắp sàn thủy xá không? Ngay cả chuyện đó ngươi cũng có mục đích chứ? Nếu không có mục đích thì ngàn Kim Tiêu đâu có làm như vậy. Ai mà sống bừa bộn khi biết mình có khách mà vì khách đó lại là người không thể xem thường được. Mục đích đó của ngươi là gì? Nếu tiên sinh khư khư giữ ý giết ngàn Kim Tiêu thì cả hai sẽ cùng chết đó. Gian thảo xá này đã được Kim Tiêu gây hỏa phá rồi. Lại còn những vỏ chuối bầy dưới sàn thủy xá không để cho tiên sinh dùng bách bộ hư tướng đâu. Bộ pháp đó linh diệu nhưng vẫn bị trượt vỏ chuối như thường. Hai cánh môi của tà nhân vô diện mím lại. Y khẽ lắc đầu. May mắn ta đã biết nhìn lại đối thủ của mình. Kim Tiêu luôn biết tự lượng sức mình. Nhất là trong tình huống này cần phải tỉnh táo để tìm sinh lộ kẻo uổng phí cái mạng này mất. Thôi được, ngươi sẽ gặp ta tại tử trường vào canh hai. Kim Tiêu ôm quyền. Kim Tiêu sẽ đến. Ngươi chỉ đến một mình thôi, hãy nhớ đừng có giở trò đấy nhé. Mất cơ hội này ngàn Kim Tiêu không có cơ hội khác đâu. Tiên sinh để cho Kim Tiêu chết thì tiên sinh chẳng được ích lợi gì. Làm thân giá chàng xe cắt biển đông thì không ai muốn. Tà nhân vô diện lườm Kim Tiêu. Y gượng cười già là nói. Ngàn Kim Tiêu cũng làm cho ta thích thú đó. Trước đây ta cứ ngỡ mình là độc cô nhân, nhưng nay thì phải nghĩ lại. Ta không còn là độc cô nhân nữa mà đã có thêm một ngàn Kim Tiêu là đối thủ của mình. Kim Tiêu buông một câu cạc lốc. Nói bậy. Tà nhân vô diện nhíu mày. Nói bậy là sao? Võ công của tiên sinh đúng là độc cô cầu bài. Kim Tiêu dù có ba đầu sáu tay cũng không thể bì kịp với tà nhân vô diện tiên sinh. Tiên sinh thốt ra câu nói vừa rồi không nói bậy là gì. Tà nhân vô diện phá lên cười. Người đánh giá ta cao như thế à? Đánh giá với không đánh giá. Có đánh giá với tiên sinh thì Kim Tiêu cũng nên chuẩn bị trước hậu sự cho mình. Tà nhân vô diện phá lên cười, y vừa cười vừa nói. Ta cũng không hiểu nổi, một người có ngôn phong như ngươi mà sao Đồng Ngọc Lan lại có tình có ý. Quái gở thật. Thế mà cũng thắc mắc, nhìn kỹ tiên sinh sẽ thấy ngàn Kim Tiêu là trang mỹ nam tử, Khôi Ngô Anh Tuấn còn hơn cả Khôi Ngô Anh Tuấn là vẻ duyên dáng. Thiên hạ nói là kẻ có duyên ấy, cái duyên đánh chết cái đẹp mà.
Ngay cả tài nhân Mộng Di Hoa gặp Kim Tiêu lần đầu đã yêu ngay rồi đó. Nếu ta là nữ nhân, Kim Tiêu cướp lời tà nhân vô diện, sẽ như những người kia thôi. Chân diện tà nhân vô diệu xa sầm nhưng y vẫn gượng cười. Người thú vị lắm. Đa tả, mới nghe tiên sinh khen ngàn Kim Tiêu. Tà nhân vô diện hử nhạt. Người nhớ canh hai đó. Sẽ nhớ mà. Đừng dở trò thêm nữa. Nếu tiên sinh giữ lời. Lườm Kim Tiêu tà nhân vô diện quay bước. Y vừa mới trở bộ thì một tiếng rít gió cắt qua cửa sổ. Tà nhân vô diện buột miệng nói. Kim Tiêu cẩn thận. Cùng với lời nới đó, bằng một thứ thủ pháp cực kỳ chính xác và nhanh ngoài một cái chớp mắt. Tà nhân vô diện vươn chảo thộp vẽ phía Kim Tiêu. Trên tay tà nhân vô diện là cánh hoa lan trắng toát. Nhìn cánh hoa lan, tà nhân vô diện nói. Lan hoa sứ. Kim Tiêu tò mò nhìn cánh hoa lan, từ tốn hỏi. Lan hoa sứ là con khỉ gì? Y sẽ đến ngay thôi mà, ngươi không cần phải tò mò lâu đâu. Tà nhân vô diện vừa thốt dứt lời thì Giang Vi Tử trong bộ lốt lan hoa sứ với bà trang phục bó chẽn màu vàng rực cùng chiếc mặt nạ rát vàng che dung diện bước vào. Mặc dù Giang Vi Tử xuất hiện trong bộ lốt lan hoa sứ, nhưng Kim Tiêu vẫn nhận ra nàng là nữ nhân bởi mùi xà hương thoang thoảng từ người nàng phả ra. Chàng già là cười rồi nói. Ngàn Kim Tiêu rất thích lan hoa sứ.